Sau khi thu dọn hết đồ đạc của ba mẹ con vào một chiếc vali lớn, Hân nắm chặt hai tay con, cùng nhau bước ra khỏi căn phòng đã từng là tổ ấm của gia đình cô. Ngày cô bước vào căn nhà này với bao hy vọng, giờ đây, cô ra đi với những mất mát khó lòng diễn tả. Tài sản quý giá nhất mà cô mang theo lúc này chính là hai đứa con yêu dấu. Khi vừa bước xuống nhà, cô bắt gặp bố mẹ chồng đang ngồi trong phòng khách. "Hân, lại đây." Bố mẹ có chuyện muốn nói với con. Bố chồng cô nhẹ nhàng lên tiếng. Hân đặt chiếc vali xuống, nắm hai tay con rồi ngồi đối diện với họ. Bố mẹ có điều gì muốn nói với con ạ? À? Cô hỏi giọng điềm tĩnh nhưng nặng nề. Không khí như chịu nặng đi bởi tiếng thở dài. Hai người già nhìn nhau, mãi một lúc sau mẹ chồng cô mới lên tiếng, giọng bà run run. Con suy nghĩ lại được không Hân? Mẹ biết thằng Long đã sai với con Và bố mẹ cũng không thể tha thứ cho việc nó làm Nhưng xin con Hãy nghĩ đến hai đứa trẻ Bọn trẻ còn quá nhỏ Bố mẹ thương chúng lắm Và không muốn chúng chịu cảnh chia ly Hân nhìn xuống hai đứa con Nước mắt không kìm được mà rơi Cô nghẹn ngào đáp Con xin lỗi Con biết bố mẹ rất yêu thương các cháu Cũng đã đối xử tốt với con Nhưng con đã quyết định rồi con không thể tiếp tục ở với người đã không còn tình cảm với con nữa. Thời gian qua, con đã cố gắng vì các con rất nhiều, nhưng đến giờ, con không thể chịu đựng thêm được nữa. Con mong bố mẹ hiểu cho con. Căn phòng chìm trong sự im lặng đầy nặng nề, nỗi đau chia ly dường như bủa vây lấy cả ba người. Chỉ có hai đứa trẻ ngây thơ không hiểu người lớn đang nói chuyện gì, đôi mắt tròn xoay nhìn mẹ rồi nhìn ông bà nội. Một lúc sau, bố chồng cô cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy tiếc nuối. Nếu con đã nói vậy, thì bố mẹ cũng không thể ngăn cản nữa. Thằng Long trở nên như bây giờ, bố mẹ cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng con nhớ rằng, bố mẹ chỉ có một mình con là con dâu, và chỉ có bé sóc và gấu là cháu nội duy nhất. Hân rưng rưng nước mắt cúi đầu. Con cảm ơn bố mẹ đã yêu thương và chăm sóc con suốt bao năm qua. Nhưng có lẽ duyên con được làm dâu của bố mẹ đến đây là hết Con chỉ mong sau này Bố mẹ giữ gìn sức khỏe Khi nào nhớ các cháu Bố mẹ có thể đến thăm bất cứ lúc nào Nói xong Hân dắt tay hai con đứng dậy Chào bố mẹ chồng lần cuối Rồi kéo theo chiếc vali rời đi Hân nghe thấy tiếng thút thít ở đằng sau Nhưng cô không dám ngoảnh lại Cô sợ chỉ cần nhìn thấy những giọt nước mắt đó Cô sẽ mềm lòng Cô sẽ không thể bước tiếp được nữa Bố chồng cô không kìm nén được cũng bật khóc Vì ông thương các cháu còn nhỏ Đã chịu cảnh gia đình ly tán Bước ra đến cổng Chiếc taxi vừa kịp đến Trước khi lên xe Hân quay đầu nhìn lại ngôi nhà đã gắn bó với cô suốt 8 năm qua Nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm Và giờ đây Nó chỉ còn lại trong ký ức Hân và Long đã yêu nhau được 4 năm Trước khi quyết định về chung một nhà Những tưởng tình yêu sâu đậm ấy Sẽ giúp họ có một gia đình hạnh phúc bền lâu nhưng mọi thứ đã thay đổi theo cách mà hân không thể ngờ là người phụ nữ chịu thương chịu khó cô luôn hết mực yêu thương chồng con và tận tâm với nhà chồng cô đã sinh cho long hai đứa con một trai một gái cả hai đều kháu khỉnh đáng yêu và là niềm tự hào của cả gia đình vậy mà lòng trung thủy của cô vẫn không đủ để giữ chân chồng long đã không còn là người đàn ông mà cô từng yêu thương và tin tưởng anh ta rứt áo ra đi bỏ lại sau lưng người vợ tảo tần và hai đứa con thơ dại để chạy theo nhân tình. Dù bố mẹ chồng nhiều lần gọi anh về để khuyên nhủ, mong anh thức tỉnh, nhưng lòng đã bỏ ngoài tai mọi lời giáo huấn. Anh ta không còn màng đến gia đình, không đói hoài đến những gì từng quý giá với mình. Trước sự bội bạc và lạnh lùng ấy, Hân không còn cách nào khác ngoài việc nộp đơn ra tòa, chấm dứt của hôn nhân mà cô đã cố gắng níu kéo nhưng không thể cứu vãn. Dù bố mẹ chồng tha thiết mong cô ở lại để họ có thể chăm sóc các cháu. Nhưng Hân hiểu rõ rằng việc ở lại sẽ chỉ khiến họ khó xử khi có con sâu mới. Long có con với nhân tình, không còn màng đến trách nhiệm làm cha với hai đứa con chung. Anh ta hoàn toàn nhường quyền nuôi con cho Hân mà không chút do sự. Và thế là, ở độ tuổi 33, Hân trở thành mẹ đơn thân, một mình gánh vác trách nhiệm nuôi nấng hai đứa con nhỏ. Đứa lớn mới 6 tuổi, đứa nhỏ chỉ vừa lên 3. Trái tim cô đau đớn Nhưng cũng nhẹ nhõm như vừa trước bỏ gánh nặng Đã để nặng suốt thời gian dài Chiếc taxi lăn bánh chậm chậm Rời khỏi con phố quen thuộc Hân ngồi im lặng Nhìn ra ngoài cửa sổ Đôi mắt đẫm lệ vẫn dõi theo ngôi nhà dần sao khuất Những hình ảnh về quá khứ hiện về trong tâm trí cô Như một cuốn phim tua chậm Từ những ngày đầu tiên Hai vợ chồng cùng nhau xây dựng tổ ấm Những tiếng cười hạnh phúc Khi sóc vào gấu chào đời đến cả những lần cãi vã bất đồng và cuối cùng là sự phản bội không thể cứu vãn của Long. Hai đứa con ngồi im lặng bên cạnh, sường như cảm nhận được nỗi buồn của mẹ, gấu ngả đầu vào vai cô, đôi mắt tròn to ngước lên hỏi ngây thơ: Mẹ ơi, mình đi đâu đây ạ? À? Hân vuốt tóc con, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: Mẹ con mình sẽ đến chỗ ở mới, ở đó sẽ không còn ai làm mẹ buồn nữa. Thế còn bố thì sao ạ? À? Bố có đi với mẹ con mình không ạ? À? Hân ôm chặt con hơn, cố tìm một lý do nào đó để giải thích cho sự vắng mặt của Long. Hiện tại chỉ có ba mẹ con mình thôi, bố sẽ không ở cùng mẹ con mình, nhưng mẹ sẽ cố gắng chăm sóc các con thật tốt. Các con đừng buồn nhé. Thế bố ở đâu ạ à mẹ? Bố con đi công tác xa, các con thương mẹ thì hãy ngoan và nghe lời mẹ, nghe không? Dạ sóc lớn hơn và hiểu chuyện hơn quay sang nhìn mẹ bằng ánh mắt lo lắng cô bé im lặng nắm chặt tay em như muốn bảo vệ em trai và cũng để tìm kiếm chút an ủi hân cảm nhận được sự chín chắn sớm nở trong tâm hồn non nớt của con gái điều mà cô chưa bao giờ mong muốn các con phải trải qua chiếc taxi lướt nhanh qua những con đường thân thuộc hân cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ buồn không ngờ có ngày mình phải rời xa nơi từng gọi là nhà nhưng rồi cô tự nhủ chính cô đã chọn con đường này con đường có lẽ nhiều gian khó nhưng sẽ mang lại sự bình yên cho ba mẹ con cô đã quá mệt mỏi với sự đổ vỡ với nỗi đau từ một người chồng đã thay lòng đổi dạ nhìn vào đôi mắt ngây thơ của hai con hân biết mình phải mạnh mẽ vì chúng xe dừng lại trước một khu nhà trọ trong một con hẻm nhỏ cách nhà chồng cũ không xa vì các con vẫn đang đi học nên hân phải tìm chỗ trọ để thuận tiện việc chở con đi học Hết năm học rồi cô mới tính tiếp Hân bước xuống xe Hít một hơi thật sâu như để lấy lại sức mạnh Cô dắt tay hai con Đẩy chiếc vali bước vào căn phòng trọ mới thuê Đây sẽ là một khởi đầu mới Nơi không có quá khứ đau buồn theo chân cô Căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng Tuy so với căn phòng ở nhà Long Thì một trời một vực Nhưng chỉ cần khéo léo sắp xếp Thì ba mẹ con cô vẫn sống thoải mái Hân biết rằng dù khó khăn đến đâu Cô và các con rồi sẽ ổn bởi điều quý giá nhất trong cuộc đời cô bây giờ chính là hai đứa con của cô. Chúng là nguồn động lực để cô tiếp tục bước về phía trước mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hân tin rằng với tình yêu dành cho các con, cô sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách để đem lại cho chúng một cuộc sống tốt đẹp hơn, dù không có chồng bên cạnh. Đang thu dọn đồ đạc thì điện thoại của Hân rung lên, đó là tin nhắn từ Long. Ba mẹ con cô dọn đi rồi à? hân đọc tin nhắn nhưng không nhắn lại một lúc sau điện thoại lại đổ chuông hân mệt mỏi bắt máy anh gọi tôi làm gì tôi và anh từ nay không còn bất cứ quan hệ gì nữa cả làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi chị hân làm gì mà nóng thế là tôi nhung đây tôi không có gì để nói với cô cả chào ơ khoan chị làm gì mà vội vàng thế tôi chưa nói xong mà cô muốn gì Muốn biết cảm giác của chị bây giờ như thế nào Nghe nói mẹ con chị đã dọn đi rồi à Hân cắn chặt môi Cảm giác căm phẫn dâng tràn trong lồng ngực Cô cố gắng giữ bình tĩnh Nhưng giọng nói ngọt ngào giả tạo của Nhung Khiến máu cô sôi sục. Sao trên đời này là có loại người trơ trẽn như cô nhỉ Rồi sẽ có ngày cô phải hối hận Hân tắt máy Không để Nhung có cơ hội nói thêm lời nào Nhưng chỉ vài giây sau Điện thoại lại rung lên Là số của Long Hân thở dài, cố kìm nén cơn giận. Cô đã quyết tâm rời xa anh và không muốn dính dáng thêm, nhưng Long dường như không muốn buông tha. Hân nhìn chằm chằm vào màn hình, suy nghĩ rằng xé trong lòng. Đúng lúc đó, hai đứa con của cô từ trong phòng chạy ra. Cô lặng lẽ đặt điện thoại xuống, không nghe máy. Cô biết, đối với cả Long Lẫn Nhung, câu trả lời duy nhất cô có thể dành cho họ là sự im lặng và sẽ không để họ có cơ hội gây tổn thương thêm một lần nào nữa. Biết mẹ con Hân đã rời khỏi nhà Long không ngần ngại dẫn Nhung Cô nhân tình của mình về Nhung 25 tuổi Làm việc dưới quyền của Long Ở phòng kinh doanh Ở đó anh là trưởng phòng Cô không chỉ xinh đẹp và sành điệu Mà còn rất khéo léo trong việc lấy lòng đàn ông Nhung biết chính xác Điều họ mong muốn Thứ họ khao khát Chính vì thế Long nhanh chóng xa vào lưới tỉnh của cô Đến mức không thể thoát ra Vừa bước chân vào nhà long và nhung đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến ngày thở cả hai lập tức nhận được ánh nhìn gay gắt từ ông bà huân lan khiến nhung co rúm lại sau lưng long không kiềm chế nổi cơn giận ông huân hết lên mày về đây làm gì giọng ông đầy phẫn nộ như xé tan sự im lặng của căn nhà bố long lắp bắp giọng anh run rẩy đừng gọi tao là bố tao không có đứa con khốn nạn như mày cút đi đi đâu thì đi Tao không muốn nhìn thấy mày nữa Nhung mặt tái mét Nép sát vào lưng Long Cô thì thầm giọng run run Anh ơi em sợ quá Long siết chặt tay Nhung Cố tỏ ra mạnh mẽ để chấn an cô Đừng sợ Có anh ở đây Bố mẹ anh sẽ không làm gì em đâu Nhưng Long biết rõ Sự tức giận của bố mẹ mình không dễ nguôi ngoai Và sự hiện diện của Nhung Chỉ càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn cả căn nhà như đang bốc lên từ ánh lửa căm giận của ông huân và sự thất vọng tràn trề trên khuôn mặt của bà lan hít một hơi thật sâu lòng lấy hết can đảm nói bố mẹ à con và hân đã không còn tình cảm với nhau lâu rồi người con yêu bây giờ là nhung cô ấy còn đang mang thai con của con nữa con xin bố mẹ hãy tao không chấp nhận tao chỉ có mỗi cái hân là con dâu và hai đứa cháu nội là sóc và gấu thôi ông huân nói xong thì tức giận bỏ vào phòng trước bà Lan lắc đầu định đứng dậy đi theo ông huân thì bị một bàn tay nắm lại bác à con xin bác hãy chấp nhận con con và anh Long thật lòng yêu nhau con đang mang trong mình cháu nội của bác là máu mủ của anh Long bác không thể đối xử với cháu mình như vậy đâu hả đứa bé không có tội mong bác suy nghĩ lại được không hả bác nhung cúi đầu giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy toan tính nhung rất khôn ngoan cô ta hiểu rõ tâm lý của những người mẹ như bà Lan vốn thương con thương cháu nhung biết rằng chỉ cần nhắc đến đứa cháu trong bụng bà lan sẽ khó lòng mà làm khác dù bà không ưa gì cô nhưng nhung đã khéo léo đặt bà vào thế khó xử đứa bé quả thật là cháu nội của bà và bà biết đứa trẻ không có lỗi vì những sai lầm của người lớn bà lan thở dài ánh mắt đầy mâu thuẫn bà không thích nhung nhưng không thể phủ nhận điều nhung nói bà im lặng một lúc rồi nói bác để bác suy nghĩ tạm thời hai đứa cứ ở bên ngoài một thời gian chờ bố các con nguôi ngoai rồi tính tiếp lời nói của bà không hẳn là sự chấp nhận nhưng cũng không hẳn là từ chối bà cần thời gian để quyết định và quan trọng hơn bà cần ông huân nguôi cơn giận bà lan đi vào phòng khi cánh cửa vừa khép lại vẻ mặt đáng thương của nhung vừa nãy đã hoàn toàn biến mất cô quay sang giọng nũng nịu nói với long anh à em đói quá hay là mình đi ăn gì đi Em muốn ăn gì nào? Lòng nhẹ nhàng hỏi. Con nói là muốn ăn đồ Tây. Em mới biết một nhà hàng chuyên những món Tây ngon lắm. Nhung đáp, đôi mắt lấp lánh, phải hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt. Vậy để anh đưa em đi. Lòng mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của Nhung. Nhưng nhớ là chỉ ăn thôi, không được uống rượu đâu đấy. Uống rượu không tốt cho con của chúng ta đâu. Vâng, em biết rồi. Nhung dịu dàng gật đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ toan tính, nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng nụ cười ngọt ngào, long không chút nghi ngờ cứ thế nắm tay nhung cùng cô rời khỏi nhà trong lòng anh dường như mọi lo lắng về sự căng thẳng với gia đình đã bị xóa nhòa bởi sự chăm sóc chu đáo dành cho người phụ nữ trước mặt long vốn là một người đàn ông điển trai phong độ và có tiền anh hiểu rõ cách chiều chuộng phụ nữ và ở thời đại này những người như anh dễ dàng trở thành tâm điểm cho mắt phái đẹp đặc biệt những người đàn ông đã có gia đình như long lại càng thu hút phụ nữ bởi họ mang đến cảm giác chín chắn từng trải và biết cách làm hài lòng với phụ nữ đàn ông như long luôn là hình mẫu đầy quyến rũ bởi họ tin rằng anh không chỉ có kinh nghiệm sống mà còn đủ khả năng để chăm sóc và thỏa mãn những ham muốn của họ trước khi trở thành vợ của long và sinh cho anh hai đứa con hân cũng từng là hoa khôi của trường kinh tế có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô sau khi tốt nghiệp Cô xin vào làm việc tại một ngân hàng, mặc dù mức lương không cao bằng Long, nhưng với một sinh viên mới ra trường, đó cũng là mức thu nhập tạm ổn. Khi công việc dần đi vào quỹ đạo, hân đã nhận lời cầu hôn từ Long. Sau khi kết hôn, cô mang thai và sinh con. Dù việc làm mẹ khiến cuộc sống trở nên bận rộn hơn, hân vẫn kiên quyết duy trì công việc, tự lập tài chính và không hề phụ thuộc vào Long. Tuy nhiên, giờ đây, khi chỉ có một mình với hai con, không còn sự hỗ trợ từ Long, cuộc sống của hân trở nên khó khăn hơn là một nhân viên ngân hàng với mức lương trung bình việc nuôi con một mình đúng là một gánh nặng lớn những lo toan về chi phí sinh hoạt học phí cho con và nhiều khoản khác để nặng lên vai cô khiến hân phải đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc sống khi làm mẹ đơn thân sau khi dọn dẹp xong hân vội vã xuống siêu thị dưới nhà mua ít thực phẩm để chuẩn bị bữa cơm cho hai con cuộc sống của ba mẹ con hân dần ổn định sau những biến cố sóc và gấu vẫn tiếp tục đến trường như thường lệ và hân cố gắng duy trì nếp sinh hoạt bình thường cho các con dù trong lòng không khỏi nhiều lần xót xa những ngày tháng khó khăn hân âm thầm gánh vác mọi việc từ việc nhà đến lo lắng cho tương lai của hai đứa nhỏ nhưng nhìn thấy sóc và gấu cười nói vui vẻ khi trở về nhà sau mỗi buổi học cô cảm thấy có thêm động lực để bước tiếp từng ngày xây dựng lại cuộc sống mới cho ba mẹ con dù hân và long đã chính thức ly hôn Ông Hân vẫn không quên trách nhiệm của mình với các cháu Ông thường xuyên ghé thăm ba mẹ con Hân Mang theo những món quà nhỏ cho các cháu Khi thấy ông nội đến Sóc vào gấu vui lắm À ông nội Cháu chào ông ạ à. Hai chị em nhảy lên vui mừng Ông có quà cho hai chị em này thích không Dạ thích ạ à. Con cảm ơn ông nội Ngoan Ông Hân vuốt đầu từng đứa cháu Ánh mắt vô cùng chiều mến Hân từ trong bếp đi ra Bố đến thăm là mẹ con con vui rồi ạ à. Lúc nào cũng quả cáp cho bọn trẻ cho tốn kém ra bố Mặc dù đã ly hôn Hân vẫn gọi ông Huân là bố Đối với cô Ông không chỉ là bố chồng cũ Mà còn là người mà cô rất yêu quý và kính trọng Ông Huân luôn giữ một vị trí đặc biệt Trong trái tim Hân Giống như một người bố thực sự Ông Huân cười hiền từ Nhìn Hân với ánh mắt đầy yêu thương Có nhiều đâu con Nhìn thấy các cháu vui là bố thấy hạnh phúc rồi Sống ở đây có ổn không con? Bố thấy căn phòng này hơi nhỏ thì phải. Dạ, mẹ con con ổn bố ạ. À. Tuy hơi nhỏ nhưng ở đây cũng khá an toàn và thoải mái ạ. À. Ông Huân lấy từ trong túi áo ra một cái phong bì đưa cho Hân. Hân này, bố mẹ có chút ít, con nhận lấy để lo cho các cháu. Hân lắc đầu xua tay. Không, bố cất đi ạ, à. con không dám nhận đâu. Bố biết là thằng Long không chu cấp đồng nào cho con nuôi hai đứa nhỏ, coi như là bố mẹ thay nó làm tròn bổn phận mà một người bố như nó đáng ra phải làm. Con nhận lấy đi, đừng từ chối." Hân nhìn vào đôi mắt đầy sự chân thành của ông Huân, lòng cảm thấy xót xa và cảm động. Cô đưa tay nhận phong bì từ tay ông Huân, ánh mắt chứa đầy lòng biết ơn, cô nói: "Con không biết nói gì với bố vào lúc này. Mẹ con con cảm ơn bố nhiều lắm ạ." ông huân nhẹ nhàng lắc đầu con đừng nói vậy đây là trách nhiệm của bố mẹ mà sắp và gấu chạy quanh ông kéo ông ra khoảng sân trước phòng trọ nơi chúng thường chơi đùa ông huân tham gia vào trò chơi với các cháu khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc hân đứng bên cửa sổ bếp quan sát những khoảnh khắc ấm áp đó lòng cảm thấy yên bình dù cuộc sống của cô không còn như trước nhưng sự hiện diện và tình cảm của ông huân mang lại một nguồn động viên lớn lao cô biết rằng trong những lúc khó khăn, ông Huân luôn là chỗ dựa vững chắc, không chỉ cho cô mà còn cho các con của cô. Khi trò chơi kết thúc, ông Huân ngồi xuống bên bàn ăn, thưởng thức bữa cơm mà Hân đã chuẩn bị. Họ trò chuyện cười đùa và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa như thế này, Hân cảm thấy giá trị thực sự của gia đình, dù nó không hòn hảo như trước kia. Sau bữa cơm, ông Huân đứng dậy chuẩn bị ra về sắp vào gấu không nỡ chia tay ôm chầm lấy ông ông nội lần sau ông lại đến nhé nhất định rồi ông sẽ luôn đến thăm các cháu ông huân ôm lại các cháu giọng đầy ấm áp khi ông huân ra khỏi cửa hân đứng nhìn theo lòng dâng tràn sự biết ơn cô biết rằng dù cuộc sống đã thay đổi nhiều tình yêu và sự quan tâm của ông huân là điều mà cô và các con luôn có thể dựa vào sự hỗ trợ về mặt tài chính của ông Huân không chỉ giúp Hân giảm bớt gánh nặng mà còn mang lại niềm động viên lớn cho cô và các con. Cô vui mừng lắm vì ông Huân là người sống tình cảm và hết mực yêu thương các cháu. Khi Hân ly hôn, ông Huân rất giận Long và tuyên bố rằng ông chỉ coi các con của Hân là cháu và cô là con dâu. Ông không thể làm gì để hàn gắn hôn nhân của cô với Long mà phải bất lực nhìn cuộc hôn nhân của con trai mình đổ vỡ. Mặc dù mối quan hệ của Hân và Long không còn Nhưng ông Huân vẫn luôn giữ một lòng yêu quý sâu sắc đối với con dâu cũ và các cháu Sau khi thấy ông Huân đã nguôi giận Bà Lan lựa lời mở lời với ông về chuyện của Long và Nhung Bà bước lại gần nhẹ nhàng nói Ông này Tôi biết ông rất quý con dâu cũ Nhưng chuyện qua rồi cũng nên nghĩ thoáng ra Giờ con Nhung nó đang mang bầu Mà đứa bé là cháu nội của chúng ta Không thể phủ nhận được ông xem có thể cho chúng nó về đây ở được không tôi cũng muốn chăm sóc cho con nhung trong thời gian nó thai nghén cháu nào cũng là cháu mình không thể vì chuyện bố mẹ mà để đứa nhỏ phải chịu khổ ông ạ à. bà lan nhìn ông huân chờ đợi câu trả lời hy vọng ông sẽ vì đứa cháu mà suy nghĩ lại ông huân im lặng một lúc gương mặt trầm tư rõ ràng là những lời của bà lan khiến ông suy nghĩ ông cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn Ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ như đang cân nhắc Cuối cùng Ông thở dài giọng ông trầm xuống Pha chút nặng nề Tôi không phải không nghĩ tới chuyện đó Nhưng bà biết đấy Sau tất cả những gì đã xảy ra Tôi thực sự khó lòng mà bỏ qua Thằng Long nó phản bội lòng tin Của cả nhà này Còn con Nhung lại là kẻ chen chân Vào vợ chồng cái hân Mà tôi nhìn con Nhung là biết Nó là một đứa không ra gì tại sao thằng long nhà mình lại ngu muội đâm đầu vào một đứa như thế chứ bà lan hiểu nỗi lòng của ông nhưng bà cũng không thể để cháu nội mình bị bỏ rơi như vậy bà khẽ chạm vào vai ông giọng dịu dàng tôi hiểu chưa ông nhưng nghĩ mà xem đứa trẻ đâu có tội tình gì nó là con của thằng long là máu mủ của nhà mình mình không thể để nó lớn lên trong hoàn cảnh như thế với lại bây giờ tôi chỉ nghĩ đến việc chăm lo cho nhung trong thời gian mang thai Chứ chưa nói gì đến chuyện lâu dài Ông không thương cái nhung thì thôi Nhưng đứa cháu trong bụng nó Ông không thể không thương được Ông Huân im lặng thêm một lúc nữa Rồi chậm rãi gật đầu Ông biết mình không thể ích kỷ mãi được Dù lòng vẫn còn giật Nhưng trách nhiệm với máu mủ của mình Thì không thể chối bỏ Ông thở dài thêm lần nữa Thôi được Bà nói cũng phải Bảo chúng nó về đây đi Nhưng chỉ là tạm thời Nếu hai đứa nó sống không biết điều thì tôi sẽ đuổi thẳng cổ Tôi không nói chơi đâu Bà Lan mỉm cười nhẹ nhõm Biết rằng chồng mình đã mềm lòng Bà đứng dậy đi nhanh ra cửa Để gọi điện cho Long Lòng thầm cầu mong mọi chuyện sẽ êm xuôi Nhờ sự giúp đỡ của bà Lan Cuối cùng Long và Nhung cũng được trở về nhà Ông Huân dù vẫn còn tức giận Và thất vọng Nhưng không muốn làm tình hình thêm căng thẳng Nhất là khi bà Lan đã cố gắng giữ cho mọi chuyện Không đi quá xa Ông quyết định giữ hòa khí ít nhất là vì sự yên ổn trong gia đình tối hôm đó ông huân lặng lẽ bước vào bàn ăn không nói gì chỉ nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện ông bảo bà lan lấy một ít cơm và đồ ăn cho vào cái tô rồi ông mang vào phòng ăn ông không muốn ngồi cùng mâm với long và cô con dâu mới mà ông vẫn khó chịu thái độ lạnh lùng xa cách của ông khiến bầu không khí bữa tối trở nên nặng nề hơn bà lan tuy thấy nhẹ nhõm vì đã tạm thời giải quyết được chuyện cho long và nhung về nhà nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tội nghiệp cho chồng bà biết ông huân không hài lòng nhưng bà không muốn chuyện căng thẳng thêm nên đành cố gắng giữ sự yên ổn nhìn ông ngày càng mệt mỏi vì những suy nghĩ không biết chia sẻ cùng ai bà không khỏi lo lắng trong bữa ăn long và nhung chỉ ngồi im lặng không dám mở lời nhung cố gắng giữ không khí bớt căng thẳng bằng cách cười nhẹ hỏi han bà lan nhưng mọi nỗ lực của cô cũng không che được sự ngột ngạt trong căn nhà này Long thì càng lúng túng hơn. Anh chỉ biết cắm cúi ngồi ăn, chẳng biết phải làm gì để phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Ăn xong, Long và Nhung dắt xíu nhau về phòng, chỉ còn lại mình bà Lan trong phòng ăn. Trong lòng bà không khỏi buồn bã. Bà hiểu những mâu thuẫn này không dễ dàng giải quyết và những ngày tiếp theo có lẽ sẽ còn nhiều sóng gió hơn nữa. Ông Huân rất yêu quý hai đứa cháu nội con Hân. Mỗi tối đều gọi điện để trò chuyện và gặp gỡ các cháu ông giờ đã nghỉ hưu ở nhà cả ngày không có việc gì làm nên thường xuyên đến thăm ba mẹ con hân có những hôm ông mời cả ba mẹ con cô đi ăn tại các nhà hàng sang trọng tụi nhỏ thích lắm vì thường xuyên đến thăm mẹ con hân ông huân hiểu rõ sự khó khăn và thiếu thốn mà họ phải trải qua trong căn nhà trọ chật hẹp một lần ông huân đã ngồi lại với hân và đề nghị hân này bố thấy mẹ con con ở trong tình cảnh như thế này lâu dài thì không ổn lắm con có kế hoạch gì để cải thiện tình hình không? Hân nhìn ông Huân, ánh mắt chứa đầy sự bối rối và lo lắng. Cô chân thành chia sẻ. Dạ con biết điều đó, nhưng con hiện tại chỉ có thể làm được đến vậy cho các con. Con sẽ cố gắng đi làm để tiết kiệm tiền và dự định mua trả góp một căn hộ nhỏ nào đó. Chỉ chờ cho Hân nói vậy, ông Huân lập tức nói ngay. Bố sẽ mua cho mẹ con con một căn hộ. Bố biết một căn hộ gần đây, giá thành cũng vừa phải. Vì chủ nhà cần tiền gấp Nên giá bán khá hợp lý Bố sẽ dẫn con đi xem Nếu con thấy ưng Thì bố sẽ mua con đó cho ba mẹ con Con thấy sao Hân nghe ông Huân nói vậy Thì cảm thấy hoàn toàn bất ngờ Cô không thể tin vào tay mình Cô hỏi lại Bố, bố nói sao ạ Bố mua nhà cho mẹ con con sao ạ Ông Huân mỉm cười gật đầu Ừ, trước là để cho ba mẹ con con ở Sau này bố muốn để các cháu Có một chỗ ổn định và an toàn hân cảm thấy nghẹn ngào và xúc động cô không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc con con thật sự không biết nói gì hơn con cảm ơn bố rất nhiều sự giúp đỡ của bố là quá lớn đối với mẹ con con ông huân giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành không có gì phải cảm ơn đâu bố chỉ muốn thấy các cháu có một cuộc sống tốt đẹp hơn bố sẽ luôn ở đây để hỗ trợ con khi cần hân quay sang nhìn ông huân thấy đôi mắt ông ánh lên sự chân thành và tình cảm sâu sắc bố con cảm thấy rất may mắn khi có bố bên cạnh hỗ trợ mẹ con con còn biết rằng không dễ dàng gì để làm điều này và con thật sự rất biết ơn bố ạ ông huân nhẹ nhàng vỗ vai hân bố chỉ làm điều mình nghĩ là đúng bố muốn thấy các cháu lớn lên trong một môi trường tốt và con cũng xứng đáng được sống tốt hơn ngày mai bố sẽ đưa con đi xem căn hộ mà bố nói nhé Hân gật đầu, cảm giác như một gánh nặng đã được gỡ bỏ khỏi vai mình, cô vui mừng khôn xiết khi nghĩ đến chuyện sẽ thoát khỏi cái cảnh ở nhà thuê. Ngày hôm sau, ông Huân đưa Hân đến xem căn hộ mà ông đã đề cập. Căn hộ nằm trong một khu dân cư mới, có không gian rộng rãi và ánh sáng tự nhiên tràn ngập. Hân cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với căn nhà trọ hiện tại của mình. "Đây là căn hộ mà bố nghĩ là phù hợp, nếu con thấy ưng, bố sẽ hoàn tất thủ tục mua bán cho con." Hân đi dọc theo căn hộ, cảm nhận được sự tiện nghi của nó. Cô cảm thấy một niềm vui nhẹ nhõm trong lòng và nhìn sang ông Huân với ánh mắt đầy cảm kích. Bố ơi, con thật sự rất thích căn hộ này. Ở đây khá an toàn, còn có chỗ vui chơi cho trẻ em nữa. Con nghĩ bọn trẻ sẽ rất thích nếu được ở đây ạ. À. Ông Huân mỉm cười, ánh mắt đầy hài lòng. Tốt rồi, vậy thì bố sẽ làm mọi thứ để giúp con có được căn hộ này. Con cảm ơn bố rất nhiều. Đây sẽ là một món quà lớn cho mẹ con con Mẹ con con xứng đáng có được cuộc sống trong một môi trường tốt như thế này Hân cảm thấy một niềm hạnh phúc lớn lao tràn ngập trong lòng Cô biết rằng mặc dù cuộc sống đã trải qua nhiều khó khăn Nhưng nhờ sự quan tâm và hỗ trợ của ông Huân Cuộc sống của mẹ con cô đang dần trở nên tươi sáng hơn Niềm vui của Hân chưa được bao lâu thì bị dáng một đòn đau đớn Ngày hôm trước ngày hẹn đặt cọc mua nhà Bà Lan, Mẹ chồng cũ của cô bất ngờ xuất hiện tại căn nhà trọ, khuôn mặt đầy giận dữ. Không để Hân kịp hiểu chuyện gì, bà Lan bắt đầu mắng mỏ, xúc phạm cô bằng những lời lẽ cay nghiệt. Tao không ngờ mày lại là đứa con dâu xấu xa như thế. Không chắc gì thằng Long nó bỏ mày mà đi theo gái. Bây giờ mày định mồi trài cả bố chồng cũ để bắt ông ấy mua nhà cho mày, rồi tiện đường hú hí với nhau chứ gì. Hân đứng chôn chân, ngỡ ngàng trước sự phẫn nộ của bà Lan. Không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này, bà Lan tiếp tục nói, giọng điệu càng lúc càng cay độc hơn. Ngày nào tao cũng thấy ông ấy mang đám đuối ảnh cháu ra ngắm, nhìn cháu thì ít mà ngắm mày thì nhiều, mày tưởng tao không biết gì sao? Ông ấy có quỹ đen bí mật bao lâu nay, giờ định dùng để mua nhà cho con dâu cũ à? Tao không để yên đâu, tao sẽ ngăn cản việc này tới cùng. Hân choáng váng trước những lời buộc tội vô căn cứ của bà Lan, cô cố gắng giữ bình tĩnh giải thích. Mẹ à, bố chỉ muốn mua nhà cho các cháu, không phải cho con. Bố thương cháu nổi, muốn chúng có cuộc sống tốt hơn thôi. Còn với bố luôn giữ khoảng cách, con không bao giờ có ý gì với bố như mẹ nói cả. Mẹ nói vậy là đang xúc phạm con đấy ạ. À? Nhưng bà Lan không nghe, bà vẫn một mực quy chụp rằng Hân và ông Huân có mối quan hệ không đứng đắn, nhất quyết cấm ông Huân giúp đỡ Hân. Hân thấy lòng mình như tan vỡ, cô buồn bã và thất vọng trước những lời cay nghiệt của bà Lan người mà cô từng kính trọng, cô không ngờ rằng chỉ vì lòng khen tuông và sự nghi ngờ vô cớ mà bà lại có thể xúc phạm cô đến mức như này. Việc bà Lan đến chửi bới Hân đều do Nhung đứng đằng sau giật dây. Một buổi tối, khi Nhung tình cờ đi ngang qua phòng ông Huân thì nghe lỏm được cuộc điện thoại giữa ông và chủ nhà, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cô ta biết được ông Huân định mua nhà cho mẹ con Hân, nhưng vốn là người sắc sảo, cô tài hiểu rõ việc ông huân mua nhà cho hân sẽ khiến kế hoạch của cô lung lay nên phải tìm mọi cách ngăn cản ngay lập tức nhung nghĩ ra một kế hoạch nhung tìm đến bà lan giọng đầy ngọt ngào nhưng trong lòng tính toán từng lời mẹ à con không biết mẹ có nghe gì về việc bố định mua nhà cho chị hân chưa bà lan trố mắt ngạc nhiên mua nhà ông ấy mua nhà cho cái hân sao sao mẹ không biết chuyện này nhung liền gật đầu tiếp tục theo dệt gieo vào lòng bà Lan những nghi ngờ. Con cũng không muốn tin, nhưng con nghe lỏng được bố nói chuyện với chủ nhà, bố đang muốn mua nhà cho mẹ con chị Hân. Con chỉ lo bố không chỉ vì các cháu thôi đâu. Bà Lan chưa hiểu ý của Nhung muốn nói gì, bà hỏi. Con nói vậy là sao? Nhung ngó nghiêng xung quanh rồi nói nhỏ vào tai bà Lan. Dạo gần đây, con thấy bố hay qua lại với chị Hân, lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm. Liệu có phải... Bố có tình ý với chị ấy không ạ à? Bố viện cớ qua thăm các cháu Nhưng thực chất là muốn gặp chị Hân Bà Lan nghe thấy thế Sắc mặt tối sầm lại Con nói cái gì Ông ấy và cái Hân Sao có thể Nhung ra hiểu cho bà Lan nói nhỏ lại Cô ta giả vờ lo lắng Nắn nót từng lời để đánh đúng tâm lý của bà Lan Mẹ Con không có ý gì đâu Chỉ là con sợ Bố già rồi Mà chị Hân lại còn trẻ đẹp lỡ họ có gì với nhau thì mẹ cũng thấy đấy bố lúc nào cũng bảo vệ chị ấy rồi còn đòi mua nhà cho mẹ con chị ấy nữa con chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như bố nói đâu bà lan nghe những lời đó lòng đầy nghi ngờ bà lan là người hiểu chuyện và rất thương hân nhưng bà lại là người có tính hay ghen nhung biết được điều này nên mới đánh vào điểm yếu của bà lan vậy nên khi nghe nhung nói như vậy lửa ghen tuông và tức tối trong lòng bà càng bùng lên mạnh mẽ Bà quyết định phải làm rõ chuyện này và ngăn cản ông Huân trước khi quá muộn. Nhung đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười thỏa mãn. Cô ta biết kế hoạch của mình đã thành công, bà Lan sẽ không để yên chuyện này và ông Huân sẽ không dễ dàng mua nhà cho Hân. Từ hôm bà Lan đến mắng chửi Hân, ông Huân cũng ít ghé thăm mẹ con Hân hơn. Dù vậy, trong mỗi cuộc nói chuyện qua điện thoại, ông vẫn khẳng định với cô rằng ông sẽ mua căn nhà cho các cháu, dù bà Lan có phản đối thế nào. Hân cảm thấy lo lắng. Không biết mối quan hệ của mình với ông Huân và bà Lan sẽ đi về đâu Nhưng cô chỉ mong muốn cuộc sống của các con được tốt hơn mà Không gây nên bất kỳ sự mâu thuẫn nào nữa Trong cuộc họp gia đình đầy căng thẳng Ông Huân đứng thẳng, giọng dứt khoát Nhìn thẳng vào con trai và cô con dâu mới Ông không còn giữ vẻ điểm đạm nữa Mà thay đó là sự tức giận rõ rệt Một tuần Tôi cho vợ chồng anh một tuần để thu dọn và rời khỏi căn nhà này Nếu bà muốn đi theo chúng nó thì cũng ra đi luôn. Tôi không thể tin nổi bà lại xúc phạm tôi như vậy. Còn không thì ly hôn và đừng để tôi phải lôi chuyện đề đóng của bà ra mà nói. Ông Huân quay sang Nhung, cô con dâu mới, giọng ông đầy giận dữ. Đừng tưởng cô làm gì mà tôi không biết. Cô cướp chồng và bố của các cháu tôi mà còn bày đặt ra vẻ thảo mai đáng thương. Miệng thì ngọt như mật nhưng lười chảy thay, không chịu làm việc. Suốt ngày chỉ lo giữ chồng, xúi dụng vợ tôi làm điều sai trái Nhà này không có cửa cho loại người như cô bước vào đâu Nhung không nói được lời nào cúi đầu lùi lại Trong khi đó Long như bị đóng băng Ông Huân tiếp tục nhìn thẳng vào con trai mình Giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết Một tuần Vợ chồng anh dọn ra khỏi nhà này ngay Tôi đã im lặng cho qua chuyện Thì các người được đà mà lấn tới à Nhà này của tôi Ngay cả mẹ anh cũng chưa đóng góp gì mà chỉ phá hoại Từ ngày anh bỏ vợ Công việc làm ăn cũng thụt lùi Số tiền tôi cho anh mượn làm ăn sợ vợ chồng anh lo mà trả đó là tiền tôi dành cho các cháu tôi ăn học không phải để hai người tiêu xài bà lan tức tối gào lên tay chỉ thẳng vào mặt ông huân ông có biết mình đang nói gì không hả ông bị con dâu cũ nó bỏ bùa rồi hay sao mà con đói đuổi cả nhà ra đường ông huân không kiềm chế được nữa giọng ông càng thêm nghiêm nghị tại bà cả bà bị bọn nó rắt mũi a dua với con trai bà mỗi ngày nó cho bà ít đồng để bà xa vào để đóng, cờ bạc nên bà không biết thân biết phận có đúng không Bà không phân biệt đúng sai nữa không Cái nhà này ra nông nỗi như bây giờ Cũng do bà cả đấy Nếu bà còn cố tranh chua với tôi Thì tôi bán nhà luôn Bà Lan nghe ông Huân nói đến chuyện bán nhà Thì càng tức tối hơn Bà đập mạnh tay lên bàn gần giọng Ông thử bán nhà đi Xem ai mua được Căn nhà này tôi không có của cũng có công Tôi sẽ không để ông muốn làm gì thì làm đâu Ông Huân vẫn giữ giọng lạnh lùng Bà có quyền gì ngăn tôi Nhà này tôi đứng tên Tôi đã nhấn nhịn bà lâu lắm rồi Chuyện đề đóm của bà Tôi đã lờ đi vì nghe đến các cháu Nhưng giờ bà còn tiếp tay cho những hành động bỉ ổi Của con trai mình và con dâu mới Phá tan cái gia đình này Bà nghĩ tôi không biết bà dùng tiền để làm gì à Nhung nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Long Nhìn ông Huân với ánh mắt tức giận Nhưng không dám lên tiếng Long dù có vẻ hối hận Nhưng vẫn không thể đối diện với bố mình Anh lắp bắp Bố ạ, à, chuyện cũng không đến mức như vậy Chúng con Ông Huân cắt ngang, không cho con trai nói hết câu Đến mức gì? Anh còn mặt mũi nào mà nói nữa. Tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh không biết quý trọng. Tôi muốn cho anh thời gian để đi sửa đổi. Nhưng thay vì thế, anh và con vợ anh chỉ biết nghĩ đến việc lôi kéo mẹ anh vào những việc làm đáng xấu hổ. Là thằng đàn ông sống như thế mà không biết nhục à? Ông Hân thở dài, mắt hướng về phía cửa sổ như muốn chút hết gánh nặng trong lòng. Tôi đã già rồi, tôi chỉ mong nhìn thấy các cháu của tôi được sống hạnh phúc. Nhưng nhìn cách anh đối xử với mẹ của chúng... Tôi không thể nào tha thứ được. Cái Hân, nó có lỗi gì đâu? Nó đã vì gia đình này mà hy sinh, vậy mà anh bỏ mặc ba mẹ con nó. Giờ anh nhìn xem, tôi phải đứng ra để lo cho các cháu, còn anh, anh làm được gì ngoài phá hoại? Từ khi mẹ con nó rời đi, anh đã gửi được đồng nào cho nó nuôi con chưa? Tôi dạy anh làm bố thế à? Không khí trong căn phòng nặng nề đến mức khó thở, bà Lan không nói thêm gì, chỉ đứng im lặng vẻ tức tối. Long cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của ông Huân. Nhung lén nhìn ông Huân rồi lại quay sang Long, kéo tay áo anh. Anh ơi, em đau bụng quá. Em đau bụng à, để anh đưa em đi khám. Không cần đâu, đưa em lên phòng nghỉ ngơi chút chắc là khỏi. Ông Huân liếc nhìn Long và Nhung rồi nói. Chỉ giỏi làm trò, một tuần, nhớ cho kỹ vào. Ông Huân quay sang nhìn bà Lan một cái rồi đi ra ngoài. Chỉ còn mình bà Lan ở đó đứng nhìn ông với vẻ mặt khó chịu Rồi không biết bằng cách nào Ông Huân âm thầm mua được nhà cho mẹ con Hân Khi mọi thủ tục gần xong Ông gọi Hân đến phòng công chứng để ký giấy tờ hoàn tất Cầm cuốn sổ hồng có tên mình trên đó Hân xúc động không nói nên lời Cô khẽ nói Con cảm ơn bố nhiều lắm Ông Huân nhìn Hân Giọng ông nhẹ nhàng Con đừng khách sáo Bố chỉ làm được đến đây cho mẹ con con thôi Cũng là trách nhiệm của bố mà Hân ngập ngừng một lúc, rồi cô nói với vẻ lo lắng. Nhưng mà chuyện này bố con nói với mẹ không ạ? Con chỉ sợ mẹ lại không vui. Nghe vậy ông Hân chấn an. Con không phải lo, bà ấy không dám làm gì đâu. Tất cả cũng vì con Nhung, cái con vợ trời đánh của thằng Long. Nó xúi giục nên mẹ con mới hành xử như vậy. Con đừng trách mẹ nhé. Nếu không vì đứa bé trong bụng nó là cháu của bố, thì bố đã tống cổ nó ra khỏi nhà từ lâu rồi. Hân vội lắc đầu. Dạ con hiểu, con không trách mẹ đâu ạ con biết trước đây mẹ rất thương con con cũng không nghĩ mẹ là người như vậy con tin mẹ chỉ là mọi chuyện đã xảy ra không như mình mong muốn thôi bố ạ à? ông huân khẽ gật đầu nhẹ nhõm hơn khi nghe hân nói vậy ừ con nghĩ được như thế thì bố cũng yên tâm rồi chuyện này qua rồi chỉ mong từ nay mọi thứ sẽ êm đẹp hơn bước ra khỏi phòng công chứng ông huân dặn dò thêm con cứ yên tâm về ở nhà mới cố gắng làm mọi thứ thật tốt còn chuyện của mẹ con không cần phải lo bố sẽ giải quyết mọi chuyện sao cho ổn thỏa nhất hân gật đầu cảm kích trước sự giúp đỡ của ông huân cô biết rằng mọi khó khăn đang ở trước mắt nhưng ít nhất đây sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp cho mẹ con cô trở về nhà mới hân bắt đầu sắp xếp đồ đạc dọn dẹp không gian sống mới dù mọi thứ còn chưa hoàn hảo nhưng cảm giác có một nơi để gọi là nhà khiến cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều hân không quên gọi điện thoại cho ông minh bố của cô để thông báo về việc chuyển nhà và hẹn ông đến thăm mẹ hân mất khi cô còn nhỏ một mình bố cô ở vậy nuôi cô khôn lớn nên khi nghe con gái được bố chồng mua nhà cho ông mừng rơi nước mắt ông minh nói sẽ sắp xếp thời gian để lên thăm mẹ con cô và ông cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với ông huân vào một ngày cuối tuần khi ba mẹ con hân đang chơi đùa vui vẻ trong nhà bất ngờ có tiếng chuông cửa nghĩ rằng người đến lắp điều hòa hân vội vàng ra mở cửa khi cánh cửa mở ra cô bất ngờ thấy bà lan và nhung đứng trước mặt hân ngơ ngác đứng lặng im một lúc nhung phá vỡ sự im lặng bằng cách lên tiếng với giọng mỉa mai sao không mời mẹ chồng cũ vào nhà chơi sao hân hơi lúng túng đáp lại à vâng con mời mẹ vào ạ à. mời cô vào bà lan và nhung bước vào nhà khi các con của hân thấy bà nội chúng reo lên vui vẻ À bà nội Chúng chạy lại ôm lấy bà Lan Nhưng bà Lan đẩy chúng ra một cách lạnh lùng Hai đứa trẻ ngơ ngác Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Hân thấy vậy vội vàng nói với các con Các con vào phòng chơi đi nhé Để mẹ và bà nội có thể nói chuyện Sóc và gấu nghe lời mẹ đi vào phòng chơi Hân quay lại Mời bà Lan và Nhung ngồi Cô cố gắng giữ bình tĩnh và khách sáo Mời mẹ và cô Nhung ngồi ạ à. Bà Lan và Nhung ngồi xuống đối diện Hân nhung nhìn quanh nói căn nhà rộng rãi quá nhỉ thích thật đấy ly hôn rồi mà có bố chồng mua cho căn nhà như thế này thì còn gì bằng nhất chị rồi đấy chị hân ạ à. hân không để ý đến lời châm chọc của nhung cô quay sang bà lan nói con mới dọn về đây nên nhà còn bừa bộn lắm con định khi nào sắp xếp ổn thỏa thì mời mẹ sang chơi ạ à? con cảm ơn bố mẹ đã tạo điều kiện cho mẹ con con bà lan nhìn quanh nhà giọng có vẻ lạnh nhạt chuyện của ông ấy và cô tôi đâu có quyền can thiệp sống với ông ấy mấy chục năm tôi không ngờ ông ấy lại có nhiều tiền đến vậy hân cúi đầu không biết phải đáp lại thế nào cô cảm thấy mọi thứ đang diễn ra không như mình mong đợi bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết hân chỉ biết sự im lặng hy vọng cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc sớm để cô có thể quay lại với cuộc sống yên bình của mình may mắn thay đúng lúc đó thợ lắp điều hòa đến đây có phải là nhà cô hân không nhỉ xin lỗi tôi thấy cửa không đóng nên hân ngay lập tức cảm thấy như mình vừa được giải cứu vội vàng trả lời à vâng anh đã lắp điều hòa phải không ạ vâng đúng rồi ạ à. nhìn thấy thợ lắp điều hòa hân như tìm thấy một lý do chính đáng để tạm thoát khỏi tình huống căng thẳng này cô quay sang bà lan và nhung mỉm cười nhẹ nhõm xin lỗi mẹ và cô nhung ngồi đây chơi nhé con phải đi chỉ cho thợ lắp đặt một chút ạ à? bà lan và nhung chỉ gật đầu không nói gì thêm Hân nhanh chóng dẫn thợ lắp điều hòa vào bên trong. Hân cứ loay hoay rồi nói với anh thợ về yêu cầu của mình, mặc cho bà Lan và Nhung ở ngoài đó muốn làm gì thì làm. Nhận thấy sự tẻ nhạt khi cứ ngồi đó mà không được đón tiếp, hai mẹ con họ vội vã ra về. Hân lúc này mới đi ra. Cảm ơn mẹ và cô Nhung đã đến thăm nhà ạ. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ về. Hẹn gặp lại sau. Nhìn thấy hai mẹ con họ về, Hân có cảm giác như một gánh nặng vừa được chút bỏ khi cửa đóng lại cô thở phào nhẹ nhõm anh thợ điều hòa lúc này đã hoàn thành xong công việc thấy hân như vậy thì anh tò mò hỏi hai người đó là ai vậy cô tại sao trông cô có vẻ không thoải mái vì sự xuất hiện của họ hân nhìn anh thợ mồ hôi nhễ nhại thì bảo anh ngồi xuống uống cốc nước đã thấy người này cũng hiền lành thật thà với lại kể với một người xa lạ cũng không việc gì nên hân thành thật nói đó là mẹ chồng cũ và vợ mới của chồng cũ của tôi À tôi hiểu rồi Kể ra sự xuất hiện của tôi đã giải vây cho cô ấy nhỉ Mới bước vào tôi thấy trong cô hơi căng thẳng Vâng có thể nói là như vậy Ngôi nhà này là bố chồng tôi mua cho các cháu Mẹ chồng tôi chắc là không thoải mái vì điều đó Mà thôi dù sao cũng cảm ơn anh vì đã xuất hiện đúng lúc Mấy ngày sau ông Minh lên thăm Hân Nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong con gái và ngôi nhà mới của cô, ông cảm thấy lòng mình ấm lại. Ông hứa sẽ luôn hỗ trợ Hân mọi lúc mọi nơi và mong rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn cho mẹ con cô. Kỳ nghỉ hè sắp đến, Hân lo lắng vì không có ai trông nom các con khi cô bận rộn. Cô gọi điện cho ông Minh, nhờ ông lên chơi với các cháu trong 3 tháng hè. Nghe vậy, ông Minh sắp xếp công việc ở quê để lên chơi với con cháu, hứa sẽ giúp đỡ Hân trong thời gian này. Khi biết ông Minh lên ở với mẹ con Hân, ông Huân cảm thấy cần phải qua thăm. Từ khi Hân dọn về nhà mới, ông chưa ghé thăm lần nào, một phần vì sợ điều tiếng, phần vì muốn tránh gặp con dâu, sợ người ngoài nói ra nói vào. Hôm đó, ông Huân đến nhà Hân, gương mặt gầy hơn nhiều so với trước, điều này làm Hân cảm thấy thương xót. "Bố vào ngồi nghỉ một chút đi, con trông bố gầy nhiều quá. Bố bị bệnh sao ạ?" À? Ông Huân ngồi xuống ghế, nhìn quanh căn nhà mới, có vẻ hài lòng hơn trước Ông cười nhẹ Bố không sao Nhà mới của con đẹp lắm Bố thấy rất vui khi con có nơi để ở ổn định Cũng nhờ có ông cả đấy Ông Minh từ trong đi ra nói Hai ông thông gia cũ tay bắt mặt mừng Như những người bạn lâu rồi không gặp nhau Rồi hân gọi các con đang chơi trong phòng Sóc, gấu, ông nội đến chơi đấy Các con ra chơi với ông đi Nghe lời mẹ Hai đứa trẻ vui vẻ chạy lại ôm ông nội kéo ông vào trò chơi, ông huân mỉm cười, nhìn các cháu chơi đùa, làm ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù những mối quan hệ trong gia đình vẫn còn căng thẳng, nhưng việc được thấy các cháu vui vẻ làm cho ông cảm thấy hạnh phúc. Hân cố gắng tạo một bữa tối ấm cúng để chào đón ông huân. Trong bữa ăn, họ trò chuyện vui vẻ, cố gắng quên đi những chuyện không vui. Dù không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng Hân hy vọng rằng với sự giúp đỡ và ủng hộ từ ông Minh cùng sự quan tâm của ông huân mọi thứ sẽ dần ổn định và tốt đẹp hơn cho mẹ con cô có ông minh ở đó nên ông huân cũng thường xuyên qua chơi hơn mỗi lần gặp nhau hai ông lại khề khà trò chuyện đủ thứ chuyện từ công việc cuộc sống đến những kỷ niệm xưa những buổi tối họ cùng nhau đánh cờ có khi quên cả giờ ăn cơm chỉ biết mải mê với từng nước đi từng ván cờ hân nhìn thấy cảnh đó cũng thấy vui ngôi nhà mới không chỉ mang lại không gian thoải mái cho mẹ con cô mà còn tạo điều kiện để mọi người xích lại gần nhau hơn. Dù không còn là thông gia, nhưng thấy bố mình và ông nội bọn trẻ vui vẻ bên nhau, Hân cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô biết rằng, dù có khó khăn đến đâu, thì gia đình vẫn luôn có những khoảnh khắc quý giá và những mối quan hệ cần được vun đắp. Long và Nhung sau khi bị ông Huân đuổi ra khỏi nhà, phải tạm sống trong một căn chung cư mini. Công việc của Long bắt đầu gặp khó khăn, anh làm việc không hiệu quả và thường xuyên bị xếp phê bình cuối cùng long bị giáng chức chỉ còn là một nhân viên bình thường nhung từ khi mang thai đã nghỉ hẳn công việc cô ta nghĩ đã có long chu cấp cung phụng thì việc gì phải đi làm cho mệt cứ ở nhà mà hưởng thụ không phải sướng hơn à nhưng từ khi công việc của long không được thuận lợi tiền bạc trở nên eo hẹp họ không còn khả năng mua sắm hay ăn uống tại các nhà hàng sang trọng như trước mâu thuẫn giữa nhung và long ngày càng gia tăng và họ thường xuyên cãi vã nhung không kìm được sự bực bội cô ta quát vào mặt long tôi không ngờ anh lại vô dụng đến vậy ngay cả một ngôi nhà tử tế cũng không lo nổi ở trong căn phòng bé tí thế này mẹ con tôi chịu sao nổi long cố gắng chấn an em bớt nóng kẻo ảnh hưởng đến cái thai nhung càng bực bội hơn anh chỉ biết lo cho con thôi à để tôi nói cho anh biết mẹ khỏe thì con mới khỏe tôi đang rất khó chịu anh có hiểu không nếu anh không xin quay trở về nhà được thì lo kiếm tiền mà mua nhà khác đi con tôi sinh ra không thể sống trong căn nhà chật trội này được Ở nhà Long Nhung đã quen với cuộc sống thoải mái Trong căn nhà rộng rãi đầy đủ tiện nghi Và được mẹ chồng chăm sóc tận tình Cô không phải động tay vào việc gì Từ nấu ăn cho đến dọn dẹp Nhưng giờ đây khi phải ra ngoài sống Mọi thứ thay đổi hoàn toàn Không biết nấu ăn họ phải ăn cơm bụi Nhà cửa bừa bộn cũng phải tự dọn dẹp Sự thay đổi này khiến Nhung càng thêm mong mỏi Được quay về nhà cũ Nghe những lời trách móc của Nhung lòng tự trọng của long bị tổn thương sâu sắc anh không còn giữ được sự bình tĩnh ban đầu gần cổ lên phản ứng gay gắt không phải tất cả chuyện này là do cô gây ra hay sao tự dưng lại xúi giục mẹ đến nhà hân làm gì bây giờ bị bố đuổi ra khỏi đường cô lại quay sang trách tôi à nhưng không chịu thua đáp trả tôi làm vậy cũng chỉ vì lo cho con của chúng ta thôi nếu bố anh mua nhà cho vợ cũ của anh thì con chúng ta sẽ ra đường mà ở à long cố gắng kìm nén sự bực tức nhưng không thể giấu nổi sự thất vọng. Nhưng giờ cô làm vậy có giải quyết được gì đâu, bố cũng đã mua nhà cho hân rồi đấy, cô chỉ làm mọi chuyện thêm rối tung, hân cũng chẳng đụng chạm gì đến cô, sao cô lại hành xử như vậy?" Nhung tức tối giọng đầy ghen tuông. "Hân, hân, hân, anh mở miệng ra là gọi tên vợ cũ trước mặt tôi, anh hối hận vì lấy tôi rồi có đúng không?" Lòng nhẫn nhịn không nổi nữa, buột miệng thốt ra. "Đúng, tôi hối hận rồi." tôi không ngờ cô lại là con người như vậy nói xong long giận dỗi đứng dậy bỏ đi nhung hốt hoảng gọi với theo anh đi đâu long không quay đầu lại giọng lạnh lùng không cần cô quan tâm nhung nổi cơn ghen tuông hết lớn anh đi tìm con vợ cũ của anh chứ gì đứng lại đó cho tôi long mất kiên nhẫn quay lại nói lớn cô đừng làm loạn nữa tối đó long không về nhà sáng hôm sau Nhung thức dậy trong cơn giận dữ, quyết định đến nhà Hân để tìm Long. Cô ta hùng hổ xông vào khi thấy Hân mở cửa, bước vào nhà Nhung hét lớn. Anh Long, anh Long đâu rồi? Chị giấu anh ấy ở đâu rồi? Vừa la hét, Nhung vừa lục tung nhà Hân để tìm Long. Hân đứng sững bất ngờ trước sự hỗn loạn. Nhung, cô làm gì vậy? Nhung không dừng lại tiếp tục la hét. Chị giấu chồng tôi ở đâu? Đêm qua anh ấy ở đây, đúng không? Cô bị điên à? mới sáng ra đã sang nhà tôi gây chuyện khi không thấy long nhung bắt đầu gào thét đập phá đồ đạc trong nhà hân cô ta ném mọi thứ trong tầm tay khiến mọi thứ rơi vỡ khắp nơi hân hoảng hốt hết lên cô làm cái gì trong nhà tôi vậy dừng lại ngay nhưng nhung chẳng để ý tiếp tục phá phách đúng lúc đó ông minh vừa đi thể dục về nhìn thấy cảnh tượng trước mặt ông hốt hoảng bước vào này cô kia cô đang làm gì trong nhà con gái tôi vậy nhung tức tối đáp lại giọng đầy khiêu khích À, bây giờ có nhà cao cửa rộng rồi, còn đưa bố lên ở cung cơ mà. Tôi nói cho chú biết, chú về dạy lại con gái chú đi nhé. Chị ta và chồng tôi đã ly hôn rồi, mà giờ còn muốn quay lại. Chị ta tìm cách quyến rũ chồng tôi. Hân lúc này vô cùng giận dữ, nhưng cố giữ bình tĩnh. Này cô, nãy giờ tôi nhịn cô, nhưng đừng có quá đáng. Cô đang nói như vậy là đang tự chửi chính mình đấy à? Chính cô là người xen vào cổ hôn nhân của tôi, vậy mà còn giờ dám đến đây vu khống. Cô đang mang thai đấy. Nghĩ lại đi Để phúc cho con cô sau này Hóa ra kẻ đi phá hoại hạnh phúc con gái tôi Lại là con mặt giặc này à Nhìn thì không đến nỗi nào Mà tại sao lại ngu dại thế hả cháu Bao nhiêu đàn ông không chọn Lại đâm đầu vào một đứa không ra gì Nhưng chú cũng phải cảm ơn cháu Nhớ có cháu mà con gái chú mới không phải khổ nữa Những lời của Hân như một gáo nước lạnh dội vào nhung Cô ta sững lại trong vài giây nhưng rồi sự tức giận và nỗi ghen tuông vẫn lớn áp ý chí, nhung gào lên không thèm để tâm đến lời ông minh. ông thì biết cái gì mà nói? chính con gái ông là nguyên nhân khiến chồng tôi thay đổi. dạo gần đây anh ấy đi sớm về muộn, chắc chắn là quay đây để gặp lại chị ta. hân đứng bên cạnh, bực bội nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. nhung, cô nghe cho rõ, tôi và long đã ly hôn và tôi không có lý do gì để muốn quay lại với anh ấy. nếu long không về nhà. Cô nên tự hỏi lại bản thân mình trước khi đến đây gây rối. Đuối lý Nhưng bắt đầu diễn bộ mặt đáng thương Bị người khác bắt nạt Hai người Bố con chị đang ức hiếp một phụ nữ đang mang thai đấy À đau quá Ông Minh không thể chịu đựng thêm Ông nghiêm giọng. Cô đã đi quá xa rồi Nếu cô không dừng lại tôi sẽ gọi công an Đây là nhà của con gái tôi Và cô không có quyền làm loạn ở đây Đúng lúc đó Anh thợ điều hòa hôm trước bước vào Nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong nhà Hân, anh nói: Nhà mình vừa xảy ra chuyện gì vậy? Cậu Tuấn đây rồi, cậu vào đây chứng kiến xem cô ta đã làm gì nhà con gái tôi này. Ông Minh thấy Tuấn đến thì mừng rỡ lên tiếng. Tuấn gật đầu bình tĩnh đáp: Bác yên tâm, cháu đã quay lại hết rồi, tất cả đồ đạc mà cô ta phá hoại ngày hôm nay sẽ phải bồi thường cho chị Hân. Nghe đến từ bồi thường, Nhung Cao có phản đối ngay lập tức. Bồi thường? Đừng có mơ! tuấn giữ giọng điềm tĩnh nhưng cương quyết nếu cô không chịu bồi thường thì cũng có cách giải quyết khác tất cả chúng ta sẽ cùng lên phường để giải quyết khi đó vấn đề không chỉ đơn giản là bồi thường đâu nhung cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nhưng cô cũng không còn sức để tranh cãi khi bị ông minh trách móc cô yếu ớt phản kháng ba người định vào hùa ức hiếp một kẻ yếu thế như tôi à hân thở dài dù rất bực tức trước hành động của nhung hân cũng không muốn làm to chuyện Đặc biệt khi nghĩ đến đứa bé trong bụng Nhung Cô dịu giọng nói với mọi người Thôi bỏ đi Dù sao cô ấy cũng đang mang thai Nếu có chuyện gì không hay thì chúng ta lại mang tội Ông Minh vẫn giận dữ Nhưng cũng lắng nghe lời con gái Ông nhìn Nhung giọng đanh lại Nhưng bớt gay gắt hơn Cô nghe rõ chưa Con gái tôi tử tế với cô đấy Gặp người khác cô đừng mong dễ dàng ra khỏi đây Mau đi về nhà Và nhớ từ nay đừng làm phiền con gái tôi nữa Nhung đứng yên vài giây Cảm nhận sự xấu hổ và nhục nhã tràn ngập trong lòng Không còn lời nào để bảo chữa Cô quay người bước ra khỏi nhà Hân cúi đầu lặng lẽ rời đi Mang theo nỗi giận dữ và thất vọng của chính mình Sau khi Nhung rời đi Không khí trong nhà Hân trở nên yên tĩnh hẳn Hân cùng ông Minh bắt tay vào dọn dẹp lại những mảnh vỡ và đồ đạc bị Nhung đập phá Tuấn cũng ở đó và chủ động giúp đỡ hai bố con cô Bác nghỉ đi ạ à? Để đó cháu làm cho Tuấn nói với ông Minh khi thấy ông đang cặm cụi dọn dẹp. Thôi cứ để bác làm, như thế phiền cháu lắm. Ông Minh vừa nói vừa cười, cảm kích trước sự nhiệt tình của Tuấn. Không phiền đâu bác, cứ để cháu giúp cho nhanh. Tuấn đáp lại với vẻ chân thành. Hân đứng một bên ngạc nhiên hỏi. Bố biết anh Tuấn từ trước à? Ông Minh gật đầu cười hiền. Ừ, nhiều lần đi bộ dưới nhà, bố gặp và có nói chuyện với cậu ấy vài lần. Thì ra Tuấn có một cửa hàng điện lạnh ngay dưới chung cư hôm Hân đang ở. Từ hôm sửa điều hòa cho Hân, Tuấn và cô đã gặp nhau thêm mấy lần nữa. Biết Hân là mẹ đơn thân, đôi khi cô cần giúp đỡ những việc nhỏ nhặt như sửa chữa hay bảo dưỡng đồ đạc. Tuấn đều sẵn lòng giúp mà không lấy tiền. Hôm nay, Tuấn sang sửa điều hòa cho một khách hàng cùng tầng với Hân và tình cờ đi ngang qua nhà cô thì chứng kiến sự việc vừa rồi. Không do dự, anh bước vào giúp đỡ. Anh Tuấn thật tốt bụng quá, cảm ơn anh nhiều lắm Hân mỉm cười Lòng nhẹ nhõm sau những căng thẳng vừa qua Tuấn chỉ cười cúi đầu tiếp tục dọn dẹp Không nói thêm gì Nhưng ánh mắt đầy sự quan tâm hướng về phía Hân Sau khi dọn dẹp xong Hân vào bếp chuẩn bị bữa sáng Và đề nghị Tuấn ở lại dùng bữa như một lời cảm ơn Tuấn vui vẻ nhận lời ngay Khi cả nhà vừa ngồi vào bàn Thì thấy ông Hân tới Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt của mọi người Ông Hân thắc mắc Có chuyện gì vừa xảy ra à? Ông Minh vốn đã muốn kể lại chuyện Nhung gây rối lúc nãy, bắt đầu nói. "Con dâu ông." Nhưng Hân nhanh chóng ngắt lời bố, không muốn ông Huân phải bận tâm. "Không có gì đâu bố ạ, à? bố ngồi vào ăn sáng luôn ạ." À? Ông Huân nhìn Hân, hiểu rằng có điều gì đó không ổn, nhưng ông tôn trọng sự im lặng của cô. Sự xuất hiện của Tuấn trong bữa ăn khiến ông Huân thoáng bất ngờ, nhưng ông không hỏi thêm, chỉ im lặng quan sát. Sau khi Tuấn ra về, ông Huân mới ngồi lại nói chuyện riêng với Hân giọng ông trầm ấm mang theo sự lo lắng con còn trẻ không thể cứ ở vậy mãi được nếu ai ưng con bố sẽ đứng ra gảng cho con nhà bố đã có lỗi với mẹ con con nhiều lắm câu nói của ông huân khiến hân bất ngờ và bối rối cô đáp lại với giọng chắc nịch con không nghĩ đến chuyện đó đâu bố ạ à. một lần đổ vỡ là đã quá đủ với con rồi sợ con chỉ muốn ở vậy để chăm sóc các con thật tốt ông huân khẽ lắc đầu nhẹ nhàng nói nhưng con cũng cần có một người đàn ông bên cạnh các con của con rồi cũng sẽ lớn sẽ có gia đình riêng con sẽ cảm thấy cô đơn lắm hân cười buồn con không sao đâu bố hơn nữa ai sẽ để ý đến một người phụ nữ có một đời chồng và hai đứa con như con ông huân trầm ngâm một lúc rồi nói với sự chân thành bố thấy cậu tuấn lúc nãy có vẻ thích con đấy hân ngạc nhiên lắc đầu phủ nhận không phải đâu bố ạ à? anh tuấn với con chỉ là bạn bè quen biết thôi ạ à? ông huân kiên quyết tin bố đi sống đến từng này tuổi rồi chỉ cần nhìn vào mắt người khác là bố có thể biết họ đang nghĩ gì nếu cậu ấy ngỏ lời với con thì con hãy suy nghĩ nghiêm túc nhé hân cảm thấy ngượng ngùng trước lời nói của ông huân nhưng trong lòng cô cũng không khỏi suy nghĩ về điều này sau một thời gian giúp đỡ hân tuấn dần cảm thấy tình cảm của mình dành cho cô không còn đơn thuần là lòng tốt anh nhận ra mình ngày càng bị cuốn hút bởi sự mạnh mẽ, tận tụy và sự dịu dàng của Hân. Hân cũng cảm nhận được sự chân thành và sự quan tâm từ Tuấn, điều mà cô chưa từng trải qua kể từ sau của hôn nhân đổ vỡ. Một ngày nọ, Tuấn quyết định bày tỏ tình cảm của mình với Hân. Anh chia sẻ rằng từ lần đầu gặp cô, anh đã cảm nhận được một cảm giác đặc biệt và đã thích cô từ lâu. Những lời thổ lộ chân thành và sự nghiêm túc trong ánh mắt khiến Hân cảm thấy bất ngờ và lưỡng lự. Tuấn bảo sẽ chờ đợi câu trả lời từ cô Bao lâu anh cũng chờ Sau nhiều đêm suy nghĩ Khi nhìn thấy sự chân thành và tình cảm sâu sắc từ Tuấn Hân quyết định mở lòng Cô đồng ý cùng Tuấn bước tiếp trên con đường phía trước Bắt đầu một cuộc sống mới Nơi chỉ có tình yêu và hạnh phúc Long và Nhung chìm trong những ngày tháng cãi vã liên miên Không có dấu hiệu dừng lại Long cảm thấy hối hận sâu sắc Vì đã đánh mất những điều quý giá trong cuộc đời Nhưng giờ đây sự hối hận của anh đã quá muộn màng Nhìn thấy tình trạng rối ren của Long và Nhung Bà Lan cảm thấy chán nản Và quyết định quay về xin lỗi ông Huân Bà mong muốn được ông tha thứ Cho những lỗi lầm của mình Đã làm cho ông những phiền muộn Ông vui vẻ chấp nhận Và cùng bà sống những năm tháng về già Được vui vẻ thành thơi Khi chứng kiến Hân hiện tại đang sống trong hạnh phúc Lòng ông Huân đầy cảm thấy nhẹ nhõm Ông không còn áy náy Với cô con dâu mà ông luôn yêu quý sự bình yên trong cuộc sống của Hân đã xoa dịu những khắc khoải bao lâu nay trong lòng ông, giúp ông tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Cảm ơn các bạn đã nghe hết câu chuyện trên kênh của chúng tôi. Hy vọng rằng câu chuyện trên đã mang lại cho các bạn những giá trị sâu sắc về cuộc sống, về tình cảm gia đình. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Chị chồng thương em dâu Khi nhìn thấy que thử thai hiện lên hai vạch Tôi không thể tin vào mắt mình Tôi hoảng loạn và ngồi trong nhà vệ sinh suốt hàng giờ đồng hồ Đến khi nghe tiếng mở cửa bên ngoài Tôi biết rằng cái ngân bạn cùng phòng đã đi học về Tôi bước ra với tâm trạng thất thần Vừa nhìn thấy tôi, nó hốt hoảng hỏi Trâm, mày bị sao thế? Mày bị trúng gió à? tôi cố gắng trấn tĩnh nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên mặt tôi chỉ lắc đầu không biết phải nói gì nó thấy tôi im lặng càng lo lắng hơn tiến lại gần và hỏi trâm mày có ổn không có cần tao giúp gì không tôi hít một hơi sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói tao không sao đâu mày đừng lo nhìn mặt mày trắng bệnh như thế kia mà bảo không sao à mày nói thật đi mày đang giấu tao chuyện gì phải không tao hay mày không coi tao là bạn nếu như không có chuyện gì thật thì làm ơn đừng trưng cái bộ mặt đó ra trước mặt tao trông khó coi lắm thấy ngân có vẻ đã giận tôi vội vàng nắm lấy tay nó nói ngân à tao tao có thai rồi rồi tôi đưa que thử thai ra trước mặt ngân Ngân cầm nó lên, nhìn vào que thử thai rồi lại nhìn tôi với vẻ nghiêm túc. Là con của Phú phải không? Tôi gật đầu xác nhận. Tôi và Phú biết nhau khi vào đại học. Tôi là một cô gái quê, còn Phú là trai thành phố. Dù gia đình Phú không quá giàu có, nhưng so với gia đình tôi thì một trời một vực. Giữa chúng tôi có một sự chênh lệch rõ rệt thế mà lại yêu nhau được mới hay gia đình tôi ở một vùng quê nhỏ tôi là chị cả trong gia đình có hai chị em bố mẹ tôi là nông dân thu nhập chính dựa vào mấy xào lúa để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống bố tôi phải đi làm thêm ở công trường còn mẹ tôi thì buôn bán thêm ngoài chợ cuộc sống tuy khó khăn vất vả nhưng gia đình tôi luôn vui vẻ đầy áp tiếng cười ngược lại gia đình phú sống ở thành phố lớn bố mẹ phú làm kinh doanh buôn bán phú lớn lên trong môi trường học tập tốt và cuộc sống của anh không phải lo lắng về vấn đề tài chính tôi nhận lời yêu phú khi đang học năm hai tình yêu của chúng tôi trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc như bao cặp đôi khác có những lúc vui vẻ hạnh phúc nhưng cũng không thiếu những lúc giận hờn và bất đồng chúng tôi đã chia tay đôi ba lần nhưng mỗi lần như vậy phú luôn là người chủ động xin lỗi và mong muốn quay lại những lúc đó tôi cảm nhận được sự chân thành và tình cảm sâu sắc của anh và vì thế tôi lại mở lòng để chúng tôi tiếp tục bên nhau người ta nói tình yêu thường đi kèm với tình dục và chúng tôi cũng không ngoại lệ mới đầu lúc phú đòi hỏi chuyện đó tôi một mực từ chối vì tôi khá là nghiêm túc và có phần hơi cứng nhắc tôi có những nguyên tắc riêng về vấn đề này tôi cảm thấy rằng tình yêu không nên chỉ dựa vào sự gần gũi về thể xác mà phải được xây dựng dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau dù phú có thể không hoàn toàn đồng ý nhưng anh luôn tôn trọng quyết định của tôi và chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những thử thách đó nhưng dần dần, Phú càng trở nên khao khát có được tôi. Mỗi khi tôi từ chối, anh lại giận dỗi và nói rằng tôi không tin tưởng anh. Anh bảo rằng cuối cùng chúng tôi cũng sẽ kết hôn, vậy thì làm việc đó chỉ là vấn đề thời gian. Sau nhiều lần dụ dỗ và thuyết phục, cùng với những lời ngon ngọt của anh, tôi đã cuối cùng phải đồng ý. Dù lúc đầu tôi cảm thấy chưa sẵn sàng, nhưng tình yêu và sự kiên nhẫn của phú đã khiến tôi thay đổi quyết định tôi đã hoàn toàn thuộc về anh vì còn trẻ nên tôi đã thiếu kinh nghiệm trong phòng tránh và kết quả là tôi đã mang thai tôi thực sự không thể ngờ chuyện này lại xảy ra với tôi ngay thời điểm mà tôi chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp tôi không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào ngân nhìn tôi với vẻ lo lắng nó hỏi Thế bây giờ mày định thế nào? Tao cũng không biết nữa. Tao dối quá mày ạ. À. Bỗng Ngân nắm lấy tay tôi, nói Đi, mày đứng dậy đi theo tao. Đi đâu? Đi đến bệnh viện. Nghe đến hai từ bệnh viện, tôi vô cùng sợ hãi. Dù tôi không mong chờ điều này, nhưng tôi không thể tự tay giết chết con mình được. Tôi giật tay Ngân ra. Tao không đi đâu, đó là con tao mà Sao tao có thể làm điều tàn nhẫn như vậy Tao không phá bỏ nó đâu Ngân nghe tôi nói như vậy Thì bật cười Mày bị hâm à Tao bảo mày phá thai bao giờ Thì chẳng phải Mày bắt tao đến bệnh viện đó còn gì Thế có thai Mà đến bệnh viện là mặc định sẽ phá thai à Thế thì đến đó làm gì Con này Mày có thai chứ có bị mất não đâu nhỉ? Đi khám thai cô gái ạ. À. Dùng que cũng có xác suất đấy, phải đi khám cho chắc ăn. Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tôi thực sự chưa nghĩ đến chuyện này, may mà còn có cái ngân. Tôi nhanh chóng vào thay đồ rồi cùng ngân đi đến bệnh viện. Khi chúng tôi đến bệnh viện, tôi cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Ngân động viên tôi và cùng tôi làm thủ tục đăng ký khám thai. Sau khi hoàn tất, chúng tôi ngồi chờ trong phòng chờ, một bầu không khí nặng nề bao trùm khiến tôi sợ hãi. Khi đến lượt, tôi bước vào phòng khám, bác sĩ chào hỏi và yêu cầu tôi nằm lên giường siêu âm. Tôi cảm thấy hồi hộp, cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng quanh tôi. Ngân đứng bên cạnh, nắm tay tôi để tôi cảm thấy bớt lo lắng. Bác sĩ bắt đầu thoa gel lên bụng tôi rồi nhẹ nhàng di chuyển đầu dò trên bụng. Tôi nhìn vào màn hình siêu âm, cố gắng nhìn xem có tồn tại một em bé trong bụng tôi không. Những âm thanh của máy móc và hình ảnh mờ ảo trên màn hình khiến tôi càng thêm lo lắng. Sau một vài phút căng thẳng, bác sĩ quay sang và mỉm cười. Chúc mừng em, em đã có thai, cái thai đã được 6 tuần. Nghe thấy câu đó, mặt tôi cứng đơ không cảm xúc thấy biểu hiện khác lạ của tôi bác sĩ hỏi sao lỡ hả nhìn em còn trẻ thế này chắc đang là sinh viên đúng không tôi rụt rè nói dạ vị bác sĩ động viên không sao cứ thoải mái nhé hãy về báo tin vui này cho bạn trai biết nhé em em sợ quá bác sĩ ơi không việc gì phải sợ hết đừng căng thẳng mà ảnh hưởng đến em bé nhé đứa bé đến với chúng ta là cái duyên chị nghĩ em đủ hiểu biết để biết mình nên và không nên làm gì em hiểu ý chị chứ vâng em hiểu ạ em về cố gắng ăn uống nghỉ ngơi cho tốt nhé mấy tháng đầu quan trọng lắm em nhớ giữ gìn cẩn thận thời gian này em sẽ bị ốm nghén sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi nên hãy nói với bố đứa trẻ ở bên cạnh động viên giúp đỡ em. Trên phiếu siêu âm có số điện thoại của chị, có gì cần tư vấn em cứ gọi không phải ngại. Dạ, em cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Chào chị, em về ạ. Chúng tôi rời khỏi phòng khám với những cảm xúc lẫn lộn. Tôi không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào. Phú nghe xong tin này sẽ có phản ứng gì? Anh có vui mừng hay không? Mang thai ở tuổi 22 thực sự là quá trẻ đối với tôi. Tôi chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ. Về phòng trọ, tôi nằm vật ra giường, tôi vô định nhìn lên trần nhà, cảm giác lúc này thật khó tả. Ngân đi đến bên cạnh tôi nói: "Mày đừng có như thế, hồi nãy không nghe bác sĩ bảo phải luôn vui vẻ đấy à?" "Nhưng mà tao cứ thấy lo lo mày ạ." mày lo cái gì trước mắt mày hãy nói cho phú biết chuyện này đã xem anh ta nói thế nào có định cưới mày luôn không hay đợi sinh xong rồi mới cưới tôi ngơ ngác hỏi lại cưới á chứ không cưới thì sao mày hỏi câu vô chi vậy hay mày muốn con mày sinh ra không có bố thực sự tôi yêu vậy thôi chứ chưa nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn vào lúc này ít ra thì cũng để tôi và Phú ra trường, có công việc ổn định rồi mới tính đến về chung một nhà. Tôi dự định đến khi khoảng 25 tuổi mới lấy chồng. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Tôi thở dài nói, "Tao và Phú còn chưa ra trường nữa, công việc không có thì lấy gì nuôi con? Tao nghe nói nuôi được một đứa con vất vả và tốn kém lắm. Tao lại còn trẻ quá." có biết gì đâu mày lo xa thế làm gì đến đâu hay đó đi mày ơi mà mày còn bố mẹ hai bên mà lo gì nhà ông phú giàu như thế nuôi chục đứa cháu còn được nữa là không phải lo đâu tao và phú yêu nhau hai bên gia đình đã ai biết đâu mà mày biết hoàn cảnh của tao và anh ấy rồi đấy khác nhau hoàn toàn liệu bố mẹ anh ấy có chấp nhận một đứa con nhà nghèo như tao về làm dâu không nhỉ ngân gạt phăng những suy nghĩ đó của tôi thời đại nào rồi mà còn có chuyện môn đăng hộ đối nữa mà mày phải lo mày suy nghĩ nhiều quá rồi đó thôi vào tắm rửa đi tao ra chợ mua ít đồ về nấu ăn để tao đi với mày không cần đâu mày ở nhà nghỉ đi sau khi ăn xong ngân bảo tôi gọi điện cho phú hẹn gặp anh để nói chuyện tôi cứ lần lữa mãi vì cũng chưa biết phải nói như thế nào với anh ngân thấy tôi trần trừ thì đã tự lấy điện thoại của tôi bấm gọi đó tao gọi cho mày rồi đó có gì thì nói chuyện với nhau đi đợi cái bụng to ra thì người ta cười cho đấy sau ba tiếng chuông đổ phú bắt máy tôi hẹn anh đến phòng gặp tôi vì có chuyện quan trọng cần nói phú nói nửa tiếng nữa anh qua ngân dọn dẹp xong thì đi cà phê với bạn nhường không gian riêng để tôi và phú nói chuyện phú đến trên tay anh cầm một ly trà sữa vị tôi thích của em này tôi nhận lấy nhưng trong lòng không thấy vui như những lần trước tôi đặt ly trà sữa ở bàn học thấy thái độ của tôi khác lạ anh hỏi em sao vậy hôm nay em không khỏe à thường ngày em vẫn thích uống trà sữa lắm mà lần nào anh mua em cũng cầm lên uống một hơi cho đã thèm sao hôm nay em lại để đó hay em không thích vị này nữa à không không phải vì bác sĩ nói uống nhiều trà sữa không tốt cho em bé em bé em bé nào vậy em có thai rồi anh ạ phú tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi hỏi em nói sao cơ em có thai tôi gật đầu lấy phiếu siêu âm ở trên bàn đưa cho anh xem anh cầm lấy đọc từng chữ ghi trên đó cái này là thật sao hả em trước đó tôi ngồi tưởng tượng khi anh biết tin này sẽ vui mừng như thế nào nhưng thái độ này của anh làm tôi thấy hơi lo mặt anh cau lại dường như đang suy nghĩ điều gì đó thái độ này của anh là sao đây anh anh chỉ là quá bất ngờ nên mới như vậy thế anh định tính sao anh để anh suy nghĩ đã nhé suy nghĩ anh cần suy nghĩ điều gì hay là anh muốn không em đừng hiểu nhầm ý anh là suy nghĩ nên về nói với bố mẹ như thế nào nói chuyện một lúc nữa thì phú nói phải về anh nói sẽ về nói chuyện với bố mẹ anh để xin cho chúng tôi cưới nhau tôi cũng sẽ lựa một thời điểm thích hợp để nói với bố mẹ tôi phú về được một lúc thì ngân về vừa bước vào nhà ngân đã hỏi tôi ngay mày và phú nói chuyện thế nào rồi anh ta nói sao tôi kể lại cho ngân nghe về cuộc nói chuyện giữa tôi và phú ngân nghe xong thì gật gù mày cứ chờ đi ngày mai lên trường gặp phú hỏi xem bố mẹ anh ta nói thế nào rồi tính tiếp cả đêm đó tôi không thể nào chậm mắt được cứ chờ cho đến sáng mai để hỏi phú sáng tôi dậy sớm ăn sáng xong rồi đến trường tôi ngồi chờ phú ghế đá nơi tôi và anh hay ngồi thấy anh đến tôi vội vàng kéo anh ngồi xuống và hỏi thế nào rồi anh bố mẹ anh nói sao bố mẹ anh nói muốn gặp em để nói chuyện ngày mai anh đưa em về nhà gặp bố mẹ nhé ngày mai sao ạ à? ừ em chuẩn bị đi nhé tối mai anh sẽ đón em nghĩ đến việc sắp phải gặp bố mẹ của phú khiến tôi căng thẳng tôi chưa từng gặp họ trước đây chỉ biết qua những bức ảnh anh chụp cùng gia đình nhìn vào những bức ảnh đó tôi thấy bố mẹ anh dường như rất chỉn chu và nghiêm túc theo lời phú kể Mẹ anh là người khá kỹ tính và cầu toàn luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo điều này làm tôi lo lắng không biết mình có thể gây ấn tượng tốt hay không còn bố anh thì dường như dễ tính hơn nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm khắc tối ngày mai tôi chọn cho mình một bộ váy màu hồng nhạt tô một ít son đi một đôi giày bệt tôi bước ra ngoài hỏi ngân ngân mày thấy tao đã ổn chưa ok rồi đó ra mắt phụ huynh thì cứ nên đơn giản thế này thôi. Thế bao giờ Phú đến? Anh ấy nói đang trên đường tới đây, chắc sắp tới rồi đó. Tôi ngồi chờ khoảng 5 phút thì thấy Phú đến. Anh bước vào với nụ cười tươi và ánh mắt đầy tự tin. Phú mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần Âu, trông rất lịch sự. Anh nhìn tôi và nói: "Em chuẩn bị xong chưa?" Tôi gật đầu. Dạ, xong rồi anh. Vậy mình đi thôi. Trên đường đi, Phú nắm chặt tay tôi, nói những lời động viên để tôi bớt căng thẳng. Tôi hy vọng cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra suôn sẻ. Khi đến nơi, tôi thấy bố mẹ Phú đã chờ sẵn. Họ đón tiếp tôi bằng nụ cười ấm áp và lời chào hỏi thân thiện. Mẹ anh đúng như lời Phú kể, có vẻ kỹ tính nhưng cũng rất lịch sự và chu đáo bố anh thì trông nghiêm nghị nhưng nụ cười của ông lại rất ấm áp cháu ngồi đi bố phú nói tôi và phú ngồi đối diện bố mẹ anh cuộc trò chuyện diễn ra khá là vui vẻ cho đến khi mẹ anh hỏi về gia đình tôi tôi kể về hoàn cảnh của mình cho bố mẹ phú nghe cứ tưởng rằng bố mẹ anh sẽ đồng cảm với tôi nhưng không bố mẹ phú liền thay đổi sắc mặt nhất là mẹ của phú bà nói gia đình thuần nông à xuất thân nghèo hèn như vậy mà dám yêu con trai tôi à phú con yêu nó có biết nó là người nhà quê không dạ con biết chứ ạ à? biết mà con vẫn yêu sao con phải chọn người môn đăng hộ đối với nhà mình mà yêu chứ cứ nghĩ đến phải kết thông ra với những con người bần hàn như vậy là mẹ thấy không được rồi con đang tự hạ thấp giá trị của bản thân và cả của bố mẹ nữa đấy tôi không tin vào những gì mình đang nghe tại sao mẹ phú lại có thể nói ra những lời như vậy chứ nhìn ánh mắt và giọng điệu của bà đã đủ để tôi hiểu bà khinh thường tôi như thế nào tôi cảm thấy tim mình thắt lại còn phú thì siết chặt tay tôi hơn như muốn truyền cho tôi sức mạnh và sự an ủi phú nhìn mẹ mình cố gắng giữ bình tĩnh mẹ con yêu Trâm vì cô ấy là một người tốt, hiền lành và chăm chỉ. Xuất thân không quyết định giá trị của một con người. Con mong mẹ có thể hiểu và chấp nhận tình yêu của chúng con. Bố anh im lặng, không nói gì, nhưng ánh mắt có vẻ dịu hơn. Tôi cảm nhận sự căng thẳng trong lúc này và không biết phải làm gì tiếp theo. Mặc dù Phú đã nói như thế, nhưng mẹ anh vẫn không chấp nhận. Bà tiếp tục lên giọng thể hiện rõ sự không đồng tình, không thể chấp nhận được, làm sao gia đình tôi có thể làm thông gia với những người như vậy? Bố mẹ cô làm nông dân, cả đời chỉ biết cắm mặt xuống đất, chân tay lấm bùn đầy hôi hám. Còn cô thì sao? Nghèo hèn như thế, liệu có xứng đáng bước vào gia đình tôi? Lời nói của bà như những nhát dao cắt vào tim tôi mẹ phú đã dùng những lời lẽ thậm tệ nhất để xỉ nhục tôi xúc phạm bố mẹ tôi nói tôi thế nào cũng được nhưng động đến bố mẹ tôi thì tôi phải lên tiếng tôi không thể để bố mẹ chịu đựng sự xúc phạm đó của bà ta nhìn sang phú anh đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng cũng rất giận mẹ mình tôi đứng lên nhìn thẳng vào mắt mẹ phú và nói giọng đầy quyết tâm thưa cô Cháu biết xuất thân của mình không cao sang, nhưng điều đó không có nghĩa là cháu hay gia đình cháu không xứng đáng được tôn trọng. Bố mẹ cháu tuy làm nông, nhưng họ là những người lương thiện, làm việc chăm chỉ và nuôi dạy cháu với tất cả tình yêu thương. Cháu yêu anh Phú và cháu tin rằng tình yêu không phân biệt giàu nghèo ạ. Cháu không thể thay đổi quá khứ hay xuất thân của mình, nhưng cháu có thể cố gắng trở thành một người tốt, xứng đáng với anh Phú nếu cô không chấp nhận cháu và anh phú sẽ cảm thấy rất đau lòng nhưng cháu sẽ không bao giờ hối hận vì đã đứng lên bảo vệ bố mẹ và chính bản thân mình không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết mẹ phú không nói gì nhưng ánh mắt bà đầy sự bất mãn bố phú thì thở dài vẻ mặt trầm ngâm bố mẹ à con xin bố mẹ hãy suy nghĩ lại hãy chấp nhận cho chúng con đi ạ vì hiện tại trâm đang mang thai con của con chuyện này con đã nói với bố mẹ hôm qua rồi mà bố mẹ sắp có cháu nội rồi đấy ạ à? nhưng con đâu nói về gia cảnh của nó cho mẹ biết đâu mẹ à có ai được chọn cha mẹ hay nơi mình sinh ra đâu ạ à? chúng con yêu thương nhau thật lòng mà mẹ mẹ phú chuyển hướng nhìn sang phía tôi bà nhìn tôi tức tối này tôi hỏi thật cô có phải cô cố tình mang thai để được vào nhà tôi không? Không, cháu không có ạ. À. Cô đừng nói vậy mà tội nghiệp cháu. Tôi không chấp nhận chuyện chưa cưới mà có con như vậy đâu. Ai biết đứa bé trong bụng cô có phải là con của con trai tôi hay không? Biết đâu, cô biến con trai tôi thành người đổ vỏ không chừng. Cô là người hiền lành sao? Gái nhà lành mà lại có bầu trước khi cưới à? Cô cô nói vậy là đang xúc phạm cháu đấy ạ cháu xin khẳng định với cô đứa bé cháu đang mang trong bụng là con của anh phú nếu cô không tin thì cháu cũng đành chịu cháu không còn gì để nói với cô nữa ạ mẹ phú gân cổ lên nói đấy con xem kìa phú mẹ mới nói nó thế mà nó định leo lên đầu mẹ ngồi luôn rồi kìa nhà nào vô phúc mới rước phải con dâu như cô mẹ mẹ nói hơi quá lời rồi đấy con còn bênh nó nữa sẵn đây tôi cũng nói luôn nếu đứa bé trong bụng cô mà là con trai thì tôi còn suy nghĩ lại còn nếu như là con gái thì tôi sẽ không chấp nhận đứa cháu này mẹ của cháu nội tôi phải là con nhà quyền quý không phải là kẻ nghèo hèn như cô mẹ tôi không thể chịu đựng thêm bất kỳ lời lăng mạ nào đến từ mẹ phú nữa tôi đứng lên nói cháu hiểu rồi cháu hy vọng sau này cô không hối hận với những gì cô vừa nói ra. Cho dù đứa bé trong bụng cháu là trai hay là gái, thì cũng không liên quan đến gia đình này đâu ạ. À. Cháu xin phép. Trâm, em à, từ từ đã, chờ anh với. Tôi đẩy mạnh Phú ra, rồi lao nhanh về phía cửa. Tôi biết Phú đang đuổi theo tôi, nhưng tôi nghe được tiếng mẹ anh kêu lại. Phú, con đứng lại ngay cho mẹ. Nếu con còn đuổi theo nó, thì từ nay đừng về ngôi nhà này nữa bố mẹ không có đứa con như con. Tôi không quay lại nhìn, nhưng tôi biết Phú đã đứng lại vì tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân phía sau nữa. Tôi đi nhanh ra khỏi nhà Phú, thề sẽ không bao giờ quay trở lại đó thêm một lần nào nữa. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, mọi cảnh vật trước mắt cứ mờ dần, cho đến khi tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Trước khi tôi mất dần ý thức, tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông đang không ngừng gọi tên tôi trâm 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 à em làm sao vậy tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện đang cố nhớ xem chuyện gì đang xảy ra thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa một người đàn ông bước vào em tỉnh rồi à tôi nhìn người đàn ông ngạc nhiên anh quân sao anh lại ở đây quân là đàn anh học trước tôi hai khóa tôi và anh quen nhau qua một hoạt động tình nguyện của trường sau lần đầu gặp đó chúng tôi cũng gặp nhau thêm mấy lần nữa chủ yếu là qua những buổi tình nguyện quân là một chàng trai hiền lành ít nói hình như cũng là người thành phố anh đẹp trai học giỏi lại có nhiều tài lẻ nên nhiều cô gái cùng trường lúc đó rất muốn trở thành bạn gái của anh lúc đó tôi đã yêu phú nếu không thì chắc tôi cũng thích thầm anh Quân nhìn tôi mỉm cười Anh hỏi Em không nhớ gì à? Tôi day day chán Cố nhớ ra điều gì đó Nhưng đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng Không, thật sự em không nhớ gì Mà tại sao em lại ở đây ạ? À? Em bị ngất ngoài đường May mà lúc đó anh tình cờ đi ngang qua Nên đã đưa em vào đây À, ra vậy Cảm ơn anh nhé. Đêm hôm em đi đâu đường đó vậy? Em em có chút chuyện ở gần đó. Mấy giờ rồi anh nhỉ? Gần 11 giờ. Muộn thế rồi cơ ạ? À? Thế thôi vậy. Tôi nói nhỏ chỉ để mình nghe nhưng Quân lại nghe thấy. Anh nói, em muốn gọi cho Ngân phải không? Không cần gọi đâu, cô ấy chắc sắp đến rồi đó. Sao anh biết là em muốn gọi cho Ngân ạ? À? Anh... Quân đang định nói cho tôi điều gì đó thì Ngân bất ngờ bước vào. Nó lo lắng hỏi. Mày bị làm sao vậy hả? Tao đi công việc. Về đến nhà đã hơn 10 giờ rồi mà không thấy mày đâu. Gọi điện cho mày mãi mới được. Anh Quân bắt máy nói mày đang ở trong bệnh viện. Thế là tao vội vàng vào đây luôn. Xin lỗi vì đã để mày phải lo lắng hai em nói chuyện đi nhé anh ra ngoài chút một lúc sau có một y tá vào kiểm tra cho tôi rồi cô ấy nói tôi có thể về nhà ngần ngạc nhiên hỏi chị ơi bạn em bị gì vậy ạ à? cô ấy do xúc động mạnh nên bị ngất thôi hiện tại sức khỏe đã hoàn toàn bình thường nên có thể về nhà để nghỉ ngơi chú ý đừng để bị kích động mà ảnh hưởng đến em bé nhé con tôi không sao phải không ạ à? vâng đứa bé vẫn phát triển bình thường nhưng cô cũng đừng chủ quan chú ý ổn định tâm trạng của mình nhé vâng cảm ơn chị mày ở đây để tao đi thanh toán tiền viện phí nhé tiền viện phí của cô trâm đã được thanh toán hết rồi ạ thanh toán rồi sao là ai vậy ạ là một người đàn ông tên quân tôi hiểu rồi cảm ơn chị trâm chúng ta về thôi tôi và ngân ra cổng định bắt taxi về thì một người đàn ông đi đến nói hai cô là cô trâm và cô ngân phải không ạ tôi và ngân nhìn nhau rồi nhìn người đàn ông trước mặt ngân nói vâng chú là tôi là lái xe của cậu quân cậu quân dặn tôi chờ ở đây để đưa hai cô về thế anh quân đâu ạ chúng tôi tìm anh ấy mà không thấy cậu quân có việc gấp nên về trước rồi đúng lúc đó điện thoại tôi có tin nhắn đến là một số lạ xin lỗi đã đi về mà không nói với em anh có dặn tài xế ở lại để đưa hai em về lúc nào anh sẽ qua thăm em sau nhé nhớ giữ gìn sức khỏe anh quân đọc được tin nhắn của quân xong tôi và ngân mới yên tâm lên xe ra về qua cuộc trò chuyện ngắn với chú tài xế thì tôi được biết quân đang là phó giám đốc của một công ty tài chính bố mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn. Hiện tại, anh đang sống cùng chị gái. Công ty anh đang làm là của bố mẹ anh để lại cho hai chị em. Đến nơi, chúng tôi cảm ơn chú tài xế rồi đi vào nhà. Ngân định hỏi chuyện xảy ra với tôi, nhưng thấy tôi còn mệt nên nó kêu tôi đi ngủ, có gì mai nói chuyện sau. Đêm đó, tôi chằn chọc không sao ngủ được. Lời nói của mẹ Phú cứ văng vẳng trong đầu tôi, làm tôi không tài nào quên được tôi không hiểu sao mẹ phú lại có thể nói những lời như vậy với tôi liệu nghèo có phải là một cái tội không người giàu có quyền khinh miệt người nghèo đến vậy sao tại sao tôi phải chịu đựng những lời sỉ nhục từ mẹ phú như thế nếu bố mẹ phú không chấp nhận đứa bé trong bụng tôi là cháu của mình thì con tôi cũng không cần một gia đình như vậy tôi sẽ tự mình sinh con và nuôi con nhưng đó là bố mẹ anh còn phú thì sao tại sao không có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ anh có phải anh đã nghe lời mẹ và bỏ rơi mẹ con tôi không hay anh cũng nghi ngờ đứa bé không phải là con anh tôi cảm thấy vô cùng hoang mang và tổn thương sâu sắc từ trước đến nay tôi luôn tin tưởng phú tin vào tình yêu mà anh dành cho tôi nhưng giờ đây sự im lặng của anh như một lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim tôi mỗi phút trôi qua tôi càng cảm thấy tuyệt vọng và mất niềm tin vào mọi thứ tôi tự hỏi liệu con tôi có phải chịu cảnh không có cha bị thiếu thốn tình cảm và bị xã hội xem thường chỉ vì xuất thân của mẹ nó hay không tôi cứ nằm đó suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay khi tỉnh dậy mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu tôi bước xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt khi trở lại phòng tôi nhìn thấy một tờ giấy nhắn của ngân trên bàn tao thấy mày đang ngủ ngon nên không muốn đánh thức mày dậy thì ăn cháo đi nha cháo tao mua để trên bàn đó nguội thì hâm lại mà ăn tao đi học tối về nói chuyện tôi lấy điện thoại xem mình có bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào không nhưng không không có một tín hiệu nào từ Phú. Không chịu đựng nữa, tôi bấm gọi. Mãi đến lần thứ ba, Phú mới chịu bắt máy. Sao anh không gọi cho em? Anh, mẹ anh thu điện thoại của anh. Anh phải nói mãi, mẹ mới đưa cho anh đấy. Sinh viên năm cuối đại học rồi mà còn để mẹ tịch thu điện thoại. Lý do đó có tin được không? Nếu thật sự như thế thì tôi đã nhìn rõ bản chất của Phú chỉ là một thằng đàn ông bám váy mẹ, không có chính kiến, luôn nghe lời mẹ mà không biết điều đó đúng hay sai. Em muốn gặp anh, anh tới nhà em đi. Tôi muốn nói chuyện, nếu kết thúc cũng phải cho rõ ràng, nên đã đề nghị gặp trực tiếp phú để nói chuyện. Tôi muốn nghe những lời thật lòng từ anh, dù kết quả có ra sao thì tôi cũng chấp nhận hết. Nhưng đó là mong muốn của tôi còn phú thì không muốn gặp anh nói mẹ anh không cho anh gặp em hay để mẹ ngôi giận rồi chúng mình gặp nhau nhé tôi tức lên hét vào trong điện thoại anh lớn rồi mà việc gì cũng nghe mẹ hết vậy đây là chuyện của anh và em anh không muốn gặp em sao hay là anh nghe mẹ anh mà nghi ngờ em anh mà anh thấy mẹ nói cũng có lý anh đã bảo em uống thuốc rồi mà sao em lại để có vậy cái gì cũng có xác suất mà anh. Em cũng có muốn như vậy đâu. Vậy là anh nghĩ em cố tình có thai à? Anh Em muốn gặp anh để nói chuyện. Nếu như hôm nay anh không tới gặp em thì anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Chúng ta chia tay, em sẽ sinh con và nuôi con một mình. Nói rồi tôi tắt máy luôn. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tôi ngồi lặng im nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt không thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này tôi không thể tiếp tục chịu đựng sự im lặng và thờ ơ từ anh nữa tôi hy vọng anh sẽ đến thời gian trôi qua chậm chạp từng giây phút dường như kéo dài vô tận tôi cố gắng bình tĩnh lại nhưng tâm trí cứ dối bời với hàng ngàn suy nghĩ tôi tự hỏi liệu mình có đang làm đúng hay không nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác chiều dần buông ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ nhuộm vàng cả căn phòng tôi ngồi đó đợi chờ trong sự lo lắng và hy vọng mong manh rồi đột nhiên tôi nghe có tiếng gõ cửa tim tôi đập nhanh tôi đứng dậy bước ra mở cửa người đứng trước cửa là ngân khiến tôi vụt tắt những hy vọng trong lòng ngân sao lại là mày không tao thì là ai Mày đang đợi ai à? Sao mày không tự mở cửa? Ta bị mất chìa khóa rồi nên mới gọi mày. Hình như mày thấy ta về không vui thì phải. Có phải mày đang chào phú không? Tôi quay người đi vào, nước mắt ở đâu tự nhiên chảy ra ướt hai bên gò má. Ngân thấy vậy thì lo lắng hỏi. Trâm, mày và Phú có chuyện gì rồi phải không? Buổi gặp mặt hôm qua bố mẹ phú không chấp nhận tao họ không nhận đứa bé trong bụng tao là con cháu họ mày ạ à. tao khổ quá mày ơi tao phải làm gì bây giờ chuyện là sao mày kể từ đầu tao nghe coi ngân sốt ruột hỏi tôi đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi chậm rãi kể cho ngân nghe mọi chuyện nghe xong ngân chửi thề một câu khốn nạn thằng phú nó nghe lời mẹ nó à có phải mày đang chờ nó đến để nói rõ ràng mọi chuyện không tôi gật đầu nhưng có lẽ anh ta không đến mày ạ à. tao nói nếu hôm nay anh ta không đến gặp tao thì cả đời này cũng đừng gặp lại tao nữa nó không đến thì mày đến cho nó một trận chứ mà thôi chuyện này mày không cần phải nhúng tay vào đâu mày đang mang thai mà cứ để tao giải quyết nó cho thôi mày ạ à tao không muốn dính dáng gì tới anh ta nữa đâu là tao ngu thì tao phải chịu thôi trách ai bây giờ nhưng mà tao thôi tao xin mày đó đừng làm gì cả tao mệt rồi tao vào nghỉ tí đây tôi chờ đến khuya mà vẫn không thấy phú xuất hiện đến lúc này tôi biết rằng giữa hai chúng tôi coi như đã kết thúc khoảng thời gian này tôi được nghỉ một tháng để làm luận án tốt nghiệp nên không phải đến trường vì thế tôi và phú cũng không có dịp gặp nhau những ngày trôi qua thật nặng nề và cô đơn tôi cố gắng tập trung vào việc làm luận án để không nghĩ về anh nhưng mỗi khi đêm xuống nỗi buồn lại ùa về không có phú tôi tự nhủ phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết tôi dành nhiều thời gian hơn cho bản thân tập trung vào việc hoàn thành luận án và chăm sóc sức khỏe cho cả mình và đứa bé trong bụng. Mỗi ngày, tôi đều tự nhắc nhở mình rằng tôi phải sống tốt vì con, phải trở thành một người mẹ đủ mạnh mẽ để bảo vệ con mình. Những lúc rảnh rỗi, tôi hay đi dạo quanh công viên gần nhà để tâm hồn thư thái hơn. Tôi nhìn thấy những gia đình hạnh phúc, những đứa trẻ chơi đùa và tôi tự hứa sẽ tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp cho con dù không có sự hiện diện của phú tôi dần học cách chấp nhận sự thật và bước tiếp không còn trông chờ vào một người đã lựa chọn rời bỏ mình tôi biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua tất cả vì con và vì chính bản thân tôi ngày tôi lên trường bảo vệ luận án tôi và phú gặp lại nhau chính xác hơn là chúng tôi chỉ lướt qua nhau tôi thấy anh từ xa nhưng lạnh lùng bước qua như hai người xa lạ trâm mà anh muốn nói chuyện với em anh chờ em ở căng tin nhé phú cố gắng nắm tay tôi muốn nói chuyện nhưng tôi kiên quyết từ chối tôi không có gì để nói với anh cả chúng ta chia tay rồi từ giờ hãy xem nhau như chưa từng quen biết đi trước đó tôi đã cho anh một cơ hội để chúng tôi có thể ngồi lại và nói chuyện rõ ràng nhưng anh không biết trân trọng bây giờ gặp lại thì anh muốn nói chuyện với tôi ư đâu dễ dàng như vậy nhưng anh chưa đồng ý chia tay mà anh còn yêu em nhiều lắm chúng ta quay lại như xưa được không em quay lại ư anh nghĩ chúng ta còn có thể à lúc trước tôi đã cho anh một cơ hội nhưng anh lại không đến anh có nỗi khổ riêng mẹ anh anh bao nhiêu tuổi rồi? Sao cái gì cũng mẹ anh, mẹ anh vậy? Mẹ có sống với anh để lo cho anh cả đời được không? Nói thật, tôi không thể sống với một người chỉ biết bám váy mẹ như anh được. Cảm ơn anh đã cho tôi biết bộ mặt thật đó của anh, dù là muộn nhưng còn hơn là không. Không có phú, tôi vẫn sống tốt, thậm chí còn vui vẻ và yêu đời hơn khi còn yêu anh. Tôi nhận ra rằng có lẽ trước đây tôi đã sai khi yêu anh thế còn con của chúng ta thì sao em không nghĩ đến con à anh còn dám nhắc đến con với tôi sao tôi hét lên lúc này cơn giận dữ của tôi đã thực sự bùng phát là anh ta và bố mẹ anh ta đã không thừa nhận đứa trẻ này bây giờ lại nhắc đến con tôi sao tôi nói cho anh biết con là của một mình tôi không liên quan gì đến anh hết. Từ nay đừng làm phiền tôi nữa. Một mình em thì làm sao có con được? Em đừng vô lý như thế được không? Phải, tôi vô lý đấy. Tránh ra cho tôi đi. Tôi quay người bước đi thì bị tay phú giật lại, làm tôi đau điếng. À, anh làm cái gì vậy? Anh đang làm tôi đau đấy. Chúng ta chưa nói chuyện xong mà em đi đâu? Em lạnh lùng như vậy có phải đứa bé thực sự không phải con tôi không nghe câu nói xúc phạm đó của phú tôi cố gắng đưa tay còn lại tát anh ta một cái phú tròn mắt lên nhìn tôi cô trâm tôi nghe thấy tiếng gọi của ngân tôi thầm nghĩ thật may quá nếu không tôi không biết phải thoát khỏi phú như thế nào phú thấy ngân thì thả tay tôi ra và lùi lại mấy bước vì anh ta biết Ngân có đai đen của môn võ Taekwondo. Có lần chứng kiến Ngân đánh nhau với mấy tên côn đồ, làm anh ta sợ xanh mặt. Đi cùng Ngân là anh Quân, làm tôi hơi ngạc nhiên. Anh Quân? Tôi còn tưởng Ngân và anh Quân là một đôi. Ngân biết tôi sẽ nghĩ vậy nên nó nói, "Tao tình cờ gặp anh Quân ở cổng trường nên tao cùng anh ấy đi vào đây. Anh ấy cố ý đến đây chúc mừng mày đấy." rồi quân đi đến với bó hoa trên tay đứng trước mặt tôi chúc mừng em tôi mỉm cười ngượng ngùng đưa tay nhận bó hoa từ tay quân em cảm ơn anh ba người chúng tôi nói chuyện mà không thèm để ý đến phú đang đứng ở đó phú thấy lạc lõng nên đã lên tiếng trâm anh ta là ai vậy ôi ai đây anh phú à từ nãy giờ anh đứng đây mà tôi không để ý luôn ấy. Mẹ anh khỏe không? Chắc là khỏe rồi nhỉ. Anh nghe lời mẹ như thế mà không khỏe mới lạ." Ngân nói mỉa mai Phú. "Em Anh ở đây làm gì? Anh anh muốn nói chuyện với Trâm." "Nó và anh chia tay rồi mà, còn gì để nói với nhau nữa?" "Trâm, chúng ta đi thôi." Ngân cầm tay tôi lôi đi. Trước khi đi, Ngân còn cảnh báo Phú không được tìm gặp tôi nữa, nếu không thì nó sẽ không tha cho anh ta. Tôi không thèm ngoái lại nhìn Phú thêm một lần nào nữa. Người ta thường nói, phụ nữ khi bị tổn thương sẽ chia ra làm hai loại, một là sẽ chìm đắm trong đau khổ, hai là sẽ mạnh mẽ đứng lên và khi đó, họ sẽ trở nên lạnh lùng, đặc biệt khi gặp lại người cũ, cảm giác sẽ không còn đau đớn như trước tôi thuộc về loại thứ hai thời gian đã giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn tôi không còn buồn bã hay luyến tiếc về những gì đã qua cuộc sống của tôi bây giờ là niềm vui và hạnh phúc mà tôi tự tạo ra không còn phụ thuộc vào phú hay bất kỳ ai khác nhìn lại tôi thấy mình đã thực sự thay đổi và đó là điều tôi tự hào nhất chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đó rồi lên chiếc xe hơi của quân quân đưa hai chúng tôi đến một nhà hàng ăn uống xong quân chở chúng tôi về nhà bước vào trong nhà ngân kéo tay tôi ngồi xuống ghế để nói chuyện trâm này mày thấy anh quân thế nào tôi không hiểu câu hỏi của ngân có ngụ ý gì nhưng vẫn thành thật trả lời khi đang học tao có tiếp xúc với anh ấy mấy lần tao thấy anh ấy là người tốt hiền lành và biết quan tâm người khác mà sao mày lại hỏi câu đó ngân cười không có gì tôi tưởng ngân thích quân nên tôi cũng không hỏi nhiều sợ nó ngại mấy hôm sau khi tôi và ngân đang nấu ăn ở nhà thì có tiếng gõ cửa ngân bảo tôi ra mở cửa tôi ngạc nhiên khi người đứng trước mặt tôi lúc này là quân anh quân sao anh lại đến đây ạ à? con này hỏi hay thật đấy anh ấy đến thăm tao không được à anh quân nhỉ ngân tươi cười nói lúc đó tôi cảm thấy rất ngại ngùng em em xin lỗi em vô duyên quá mời anh vào ạ anh quân ở lại dùng bữa với bọn em luôn nha cơm sinh viên nên chỉ có trứng với rau muống luộc thôi anh đừng chê nha ngân nói quân cười trước đây anh cũng là sinh viên mà em mâm cơm được dọn ra với rất nhiều đồ ăn vừa nãy là ngân nói đùa với quân thôi chứ thực ra nó đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ quân ngồi ăn cơm cùng chúng tôi rất vui vẻ ăn uống dọn dẹp xong ngân nói là xuống dưới nhà mua ít đồ căn nhà chỉ còn lại tôi và quân tôi ngồi nói chuyện với quân anh hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc của tôi em có dự định gì trong tương lai chưa em định xin việc ở đâu thú thực chuyện này đã làm tôi đau đầu vì tôi hiện tại đang mang bầu một sinh viên vừa mới ra trường mà lại mang thai thì làm gì có công ty nào nhận. Ngân nói tôi cứ yên tâm vì nó sẽ lo cho tôi hết. Nhưng tôi đâu thể cứ ý lại vào nó mãi. Ngân thực ra là một tiểu thư của một gia đình giàu có. Nhưng vì bố mẹ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống cá nhân, cô ấy đã cãi lời và dọn ra ở riêng. Bố mẹ Ngân muốn cô ấy nối nghiệp gia đình, làm kinh doanh, nhưng Ngân lại đam mê trở thành một nhà thiết kế. Vì thế, Ngân không còn được bố mẹ chu cấp tiền ăn học. Cô ấy ra ngoài tự lập và tình cờ gặp tôi. Chúng tôi đã làm bạn từ đó đến nay cũng đã gần 4 năm. Ngân rất giỏi nên việc ra ngoài sống đối với cô ấy không có gì khó khăn. Nhờ có mối quan hệ từ trước, Ngân đã xin cho tôi một công việc làm thêm với thu nhập tương đối ổn định hơn so với nhiều bạn sinh viên khác. Nhờ vậy, tôi có thể tự trang trải cuộc sống mà không cần bố mẹ gửi tiền lên. Đôi khi, tôi còn dành dụm được một ít sau vài tháng và gửi về cho bố mẹ để đóng học phí cho em trai tôi ở nhà. Quân nhìn tôi trầm ngâm một lúc rồi nói Trâm này, em cho phép anh ở bên quan tâm và lo lắng cho em được không? anh biết mọi chuyện liên quan đến em cả đứa bé trong bụng em nếu em không chê hãy cho anh làm bố đứa bé được không những lời này phát ra từ miệng quân thật sự làm tôi bị sốc tôi không tin vào những gì tai mình vừa nghe được người đàn ông này đang nói gì vậy anh ấy nói vậy là sao anh ấy đang đùa với mình sao nhưng nhìn vẻ mặt anh ấy đang rất nghiêm túc thì không thể nào là đùa được anh quân anh biết mình đang nói gì không anh biết chứ anh thích em anh thích em lâu rồi thích từ lần đầu tiên nhìn thấy em quân kể năm đó khi đi ngang qua một đoàn sinh viên tình nguyện của trường quân vô tình nhìn thấy tôi nụ cười trong veo như mùa thu tỏa nắng của tôi đã hớp hồn anh ngay từ khoảnh khắc đó khiến ngày đêm anh mơ tưởng về nụ cười ấy quân vốn là người trầm tính hướng nội không thích nơi đông người nhưng vì muốn gặp tôi anh đã quyết định đăng ký vào nhóm tình nguyện của trường đơn phương tôi suốt một năm quân cuối cùng lấy hết can đảm để tỏ tình thì phát hiện tôi đã có người yêu lúc đó tôi đã nhận lời yêu phú anh đành trôn giấu mối tình đơn phương đó của mình mà không cho ai biết hôm đó anh tình cờ gặp lại tôi khi tôi từ nhà phú đi ra và bị ngất lúc đưa đến bệnh viện anh đã được bác sĩ nói cho anh biết là tôi đã mang thai từ đó anh bắt đầu tìm hiểu về tôi thông qua ngân biết được hoàn cảnh của tôi anh quyết định theo đuổi tôi một lần nữa tôi nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên và xúc động tôi không ngờ rằng quân lại quan tâm đến tôi nhiều đến vậy và càng không thể ngờ rằng anh lại dũng cảm theo đuổi tôi một lần nữa sau bao nhiêu khó khăn anh đã yêu em từ lần đầu gặp và cảm giác đó đến nay chưa từng thay đổi tôi nhìn quân mắt rưng rưng em không biết phải nói gì em thật sự rất cảm kích nhưng anh có chắc chắn về điều này không em không muốn làm anh bị tổn thương thêm lần nữa anh biết là em đang mang thai con của người khác mà vẫn muốn ở bên em sao anh không cần phải thương hại em đâu ạ không em đừng hiểu nhầm anh không thương hại em anh rất muốn ở bên em chăm sóc em và đứa bé anh biết em không yêu anh nhưng em hãy vì đứa bé trong bụng mà suy nghĩ lại hãy để đứa trẻ sinh ra có đủ cả bố lẫn mẹ khi sinh con xong nếu em cảm thấy không thể tiếp tục thì chúng ta ly hôn nhưng hiện tại hãy để cho một đám cưới được diễn ra hãy cho anh một cơ hội để chứng minh rằng anh thật lòng anh hứa sẽ không làm em phải hối hận về quyết định của mình tôi không biết phải nói gì với quân ngay lúc này tâm trí tôi vô cùng phức tạp quân hiểu được điều đó nên nói anh sẽ chờ bao lâu cũng được chỉ cần em biết rằng anh luôn ở đây bên cạnh em đúng lúc đó ngân đi về quân cũng chào chúng tôi để về luôn khi quân về rồi tôi mới trách ngân ngân sao mày làm vậy tao làm sao ngân trưng cái bộ mặt ngây thơ vô số tội của nó ra trước mặt tôi chuyện của tao sao mày lại nói cho anh quân biết anh ấy biết từ trước rồi chỉ muốn hỏi tao lại cho chắc chắn thôi anh ấy quan tâm mày nên những gì liên quan đến mày anh ấy đều tìm hiểu hết chỉ có mày vẫn ngây thơ không biết thôi nghe tôi nói như vậy thì ngân biết là quân đã nói thật lòng mình cho tôi biết ngân hỏi thế mày quyết định thế nào tao làm sao xứng đáng với tình cảm anh ấy dành cho tao mày biết hoàn cảnh hiện tại của tao rồi đấy ôi dào mày nghĩ nhiều thế làm gì vấn đề là anh ấy yêu mày và muốn làm bố của con mày thế là đủ mày định con mày sinh ra bị người đời khinh thường à còn bố mẹ mày ở quê nữa họ sẽ không chịu nổi những lời đàm tiếu của dân làng về việc họ có một đứa con gái không chồng mà có con đâu còn em mày nữa nó chuẩn bị đi thi đại học đấy khi biết chị mình như thế nó còn tâm trí đâu mà tập trung ôn thi nữa nhưng tao không thể vì bản thân mình mà làm anh ấy bị tổn thương được anh ấy là người tốt anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc với người con gái khác không phải là tao Mày có phải là anh ấy đâu mà mày biết anh ấy sẽ hạnh phúc khi ở với ai. Tin tao đi, nhất định mày sẽ hạnh phúc khi lấy anh ấy. Con mày sẽ có một gia đình trọn vẹn. Nói xong những lời đó, Ngân để tôi ở lại một mình suy nghĩ, còn nó thay đồ đi đến võ đường dạy học. Ngồi đối diện với bốn bức tường, tôi không ngừng suy nghĩ về những lời Ngân nói. Có lẽ Ngân nói đúng, những gì Quân làm sự quan tâm chân thành và kiên nhẫn của anh khiến tôi bắt đầu suy nghĩ lại tôi biết rằng không dễ để ai đó có thể bỏ qua tất cả để ở bên cạnh tôi đặc biệt là khi tôi đang mang thai dù lòng còn ngổn ngang nhưng tôi quyết định sẽ cho quân và bản thân mình một cơ hội tôi muốn hiểu rõ hơn về tình cảm mà anh dành cho tôi và biết đâu đó tôi có thể tìm thấy hạnh phúc mới từ sự chân thành của anh tôi nhận lời với quân điều đó làm anh vui lắm có thể tôi chưa thể toàn tâm toàn ý ở bên anh sẽ có người nói rằng tôi ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình nhưng tôi không quan tâm điều tôi quan tâm lúc này là con tôi có bố tôi sẽ cho con một gia đình hoàn chỉnh và biết đâu trong tương lai tôi sẽ yêu anh nhiều như anh yêu tôi Quân sắp xếp thời gian để về quê gặp bố mẹ tôi để bàn chuyện cưới xin, vì càng để lâu bụng tôi sẽ càng to. Bố mẹ tôi rất quý Quân và họ cảm thấy yên tâm khi biết tôi có một người như anh ở bên cạnh. Sau khi về gặp bố mẹ tôi xong, Quân đưa tôi đến gặp chị gái anh. Quân dặn tôi không được nói cho ai biết về sự thật của đứa bé, nhất là chị gái của anh. Lúc đó tôi sợ lắm, tôi sợ buổi gặp mặt sẽ không được suôn sẻ giống như lần trước tôi về gặp bố mẹ phú chuyện đó cứ ám ảnh tôi mãi quân hiểu được sự lo lắng của tôi nên nhẹ nhàng bảo em đừng căng thẳng cứ thoải mái đi chị thủy rất dễ gần và cực kỳ tâm lý quân nắm tay tôi bước vào vừa thấy chúng tôi chị thủy cười tươi hai đứa về rồi à ngồi đi tôi và quân ngồi đối diện chị thủy cuộc nói chuyện diễn ra cực kỳ suôn sẻ hơn cả mong đợi của tôi đúng như quân nói chị thủy nói chuyện rất vui vẻ cởi mở làm cho tôi không thấy có khoảng cách khi nói chuyện với chị quân nói tôi đã có bầu chị thủy nhìn vào bụng tôi và nói có bầu thì cưới xong hỉ lâm môn nhí. trâm chưa đi làm chị có nuôi được cháu của chị không quân trêu chị thủy mày chị còn nuôi được cả chục năm nay nữa là một đứa trẻ hai đứa cứ đẻ bao nhiêu đứa cũng được chị nuôi hết rồi chị thủy nắm lấy tay tôi dịu dàng nói em lấy thằng quân nhà chị là thiệt thòi nhiều lắm quân nó mồ côi bố mẹ từ nhỏ sống trong cảnh thiếu tình thương giờ em hãy cho nó một gia đình đúng nghĩa em nhé tôi xúc động lắm có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình lại có thể được chị của chồng sắp cưới nói những lời thân thương như thế này tự nhiên mắt tôi cay xè có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng tôi ngậm ngừng rồi trả lời chị ơi em hiểu và sẽ cố gắng hết sức mình để bù đắp cho anh quân em hứa với chị là chúng em sẽ sống hạnh phúc chị thủy cười nhẹ nhàng ánh mắt tràn đầy hy vọng chị tin em chị rất vui vì quân đã tìm được một người hiểu và yêu thương nó thật lòng hai đứa hãy luôn yêu thương và chăm sóc lẫn nhau nhé. Tôi gật đầu, lòng tràn đầy quyết tâm. Tôi biết rằng cuộc sống hôn nhân sau này không dễ dàng, nhưng với tình yêu cụ quân và sự ủng hộ từ gia đình, tôi tin rằng mình sẽ vượt qua mọi khó khăn xây dựng một gia đình hạnh phúc với anh. Sau 5 năm, tôi nghĩ mình đã được hạnh phúc trọn vẹn khi có một người chị chồng như trong mơ, một người chồng yêu thương mình và hai đứa con khỏe mạnh. Tôi sinh con gái đầu lòng được hai năm thì tôi lại mang thai. Con trai út của tôi giờ cũng đã gần hai tuổi. Hôm đó tôi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Tôi chần chừ không biết có nên nghe hay không, thì điện thoại đã báo cuộc gọi nhỡ. Tôi không quan tâm mà tiếp tục công việc của mình. Bỗng số điện thoại kia lại gọi đến. Tôi bấm nghe. Alo. Trâm Hạ em không ngờ em vẫn dùng số cũ nhỉ giọng nói này lâu rồi tôi không nghe nhưng tôi biết chắc chắn đầu dây bên kia là phú tôi giả vờ như không quen biết tôi nói anh nhầm máy rồi sao mà nhầm được hả em em lấy được chồng giàu thì quên mất anh rồi hả nhưng anh thì chưa quên được em đâu con chúng ta vẫn khỏe chứ em yêu tôi tức lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh Tôi không quen anh, đừng ăn nói lung tung. Giờ tôi đang bận, chào anh. Ấy khoan, chị chồng em vẫn khỏe chứ? Nếu anh gặp chị chồng em để nói chuyện về con của chúng ta thì sao nhỉ? Anh, anh muốn gì? Bây giờ em chịu nhận người quen rồi à? Ngay từ đầu thẳng thắn như thế thì có phải hơn không? Hiện tại anh đang cần tiền. Em chuyển cho anh 500 triệu thì anh sẽ giữ kín chuyện này giúp em. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Người yêu cũ 5 năm không liên lạc, bây giờ lại gọi điện tống tiền tôi sao? Tôi nghĩ tình huống này chỉ ở trên phim thôi chứ, không ngờ lại xảy ra với tôi. Anh đang tống tiền tôi sao? Cứ cho là vậy đi, ngày mai anh cần rồi, nhớ chuyện cho anh đấy, anh sẽ gửi số tài khoản qua cho em. Anh bị điên à? Tôi làm gì có tiền mà đưa cho anh? Em không có, nhưng chồng em có, mà em đường đường là vợ của một phó giám đốc công ty tài chính mà không có nổi 500 triệu trong tài khoản à. Nhớ chuẩn bị tiền đó, ngày mai vào giờ này anh sẽ gọi lại. Nói xong, anh ta tắt máy luôn, không cho tôi kịp nói thêm câu gì. Tôi sợ hãi không biết phải làm gì ngay lúc đó. Tôi vội vàng gọi điện thoại cho Ngân hỏi xem tình hình của Phú bao năm qua thế nào mà đến nỗi phải gọi điện tống tiền tôi. Theo Ngân nói thì Phú từ ngày tốt nghiệp thì về tiếp quản công ty. Anh ta qua lại với cô thư ký và bị cô ta cùng nhân tình là trưởng phòng kế toán lừa đảo. Họ ôm một số tiền lớn rồi trốn ra nước ngoài. Công ty của gia đình Phú sau đó tuyên bố phá sản. Nợ nần ngập đầu phải bán nhà để trả nợ may mà còn căn nhà ở quê bố mẹ anh ta phải về đó sống cuộc sống khổ cực tôi nghe xong thì thở dài coi như đó là hậu quả mà gia đình phú phải nhận sau những gì mà họ đã làm với tôi tôi đợi chồng về rồi nói cho anh nghe về việc phú gọi điện tống tiền anh bảo hay cứ đưa tiền cho yên chuyện vì số tiền đó đối với anh cũng không phải lớn nhưng không đợi chúng tôi đưa tiền phú đã nói cho chị chồng tôi biết chị về nhà hỏi hai vợ chồng tôi về đứa bé lúc đó tôi rất sợ chị biết khóc còn chồng tôi thì im lặng chị nhìn hai đứa con tôi đang chơi đùa ngoài hiên xong chị quay qua hỏi chồng tôi quân giờ chị hỏi em một câu thôi bé dâu tây có phải con em không chỉ cần trả lời có hoặc không không cần giải thích quân không cần suy nghĩ mà nói luôn có Chị nói Thế là được rồi Hai đứa không phải suy nghĩ gì nữa Thằng Quân bảo dâu Tây là con nó Thì đúng là con nó là cháu chị Mọi chuyện còn lại để chị giải quyết Cấm đứa nào can thiệp Tôi không biết chị Thủy làm gì Sau này mới nghe kể lại rằng Chị đã làm một cái xét nghiệm ADN Tất nhiên Mẫu lấy xét nghiệm là của chồng tôi Và đứa con thứ hai Chị đưa cho Phú xem kết quả huyết thống là cha con để kết thúc mọi chuyện, trước khi đi, chị ghé tai Phú nói điều gì đó mà trong mặt anh ta sợ hãi lắm. Từ đó, Phú không dám quấy rầy tôi nữa. Chồng tôi bảo, chuyện gì chị Thủy chẳng làm được. Bố mẹ chồng tôi mất khi đó chị đã trưởng thành, còn chồng tôi 15 tuổi, cái tuổi không nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn để tự lo cho cuộc sống. Chính chị Thủy là người đã chăm lo cho Quân thay bố mẹ. Từ nhỏ, chị đã sống tự lập, nên khi biến cố ập đến, chị cũng đau lòng nhưng nhanh chóng đứng lên để gánh vác trách nhiệm. Chị Thủy là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán. Chị đã vừa làm việc, vừa chăm sóc em trai, lo cho Quân từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc học hành. Chị không chỉ là một người chị mà còn như một người mẹ thứ hai của Quân. Nếu không có chị thì chắc gì công ty đã tồn tại? và phát triển được như bây giờ tôi rất ngưỡng mộ và biết ơn chị sau chuyện đó chị thủy gọi tôi vào phòng chị để nói chuyện chị nói chị đã biết từ lâu rằng bé dâu tây không phải là con của thằng quân tôi ngạc nhiên nhìn chị chị biết từ lúc nào ạ từ lúc em sinh bé dâu tây là nhóm máu b trong khi nhà chị là nhóm máu a em cũng nhóm máu a tưởng giấu được chị chắc vậy sao chị không vạch mặt em mà yêu thương em đến tận bây giờ một đứa trẻ được sinh ra thiếu bố hay thiếu mẹ đều rất đáng thương chị không muốn hai đứa cháu của chị phải thiếu tình thương của bố hay mẹ hết tôi lặng người trước những lời nói của chị những bí mật tôi cố gắng che giấu bấy lâu nay đã bị chị phát hiện từ lâu nhưng chị vẫn chọn cách im lặng và yêu thương. Tôi cảm thấy lòng mình chịu nặng, không biết phải đối diện với chị thế nào. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu chị suốt thời gian qua. Em thực sự không biết phải làm sao. Chị Thủy nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm thông. Chị dịu dàng nói. Chị hiểu mà. Chị biết là thằng Quân đã bảo em không nói cho chị biết. Tuổi trẻ mà, Ai chẳng từng mắc sai lầm, quan trọng là người đó biết sửa sai và biết đứng lên từ những sai lầm đó. Chị không trách em, chỉ mong em hãy sống thật hạnh phúc và chăm sóc tốt cho gia đình mình. Điều quan trọng là tình yêu và sự quan tâm dành cho nhau, em nhé." Tôi gật đầu, nước mắt trực trào ra. Tôi không ngờ chị lại rộng lượng và bao dung đến vậy. Tôi cảm thấy biết ơn chị vô cùng và tự hứa sẽ không làm chị thất vọng em cảm ơn chị đã hiểu và thông cảm cho em cảm ơn chị vì tất cả chị thủy mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vai tôi chúng ta là một gia đình không cần phải nói những lời khách sáo như thế hãy luôn yêu thương và bảo vệ lẫn nhau chị và thằng quân sẽ luôn ở bên em Tôi cảm thấy như vừa chút bỏ được gánh nặng lớn. Lúc đó, hai đứa con tôi mở cửa bước vào, chúng chạy lại ôm tôi, rồi chạy đến ôm chị Thủy. Dâu Tây nói. Bác Thủy ơi, sau này lớn lên, con muốn được là người như bác. Chị Thủy ôm dâu Tây vào lòng hỏi lại. Tại sao con lại muốn trở thành người như bác nhỉ? Tại mẹ con nói, bác là người tốt bụng, bác giỏi giang, xinh đẹp mẹ bảo con lớn lên phải mạnh mẽ để bảo vệ em mình giống như bác đã từng bảo vệ bố con vậy thế thì con phải học thật giỏi này nghe lời bố mẹ này con nhớ chưa dạ con nhớ rồi ạ thế bây giờ con đưa em ra ngoài chơi nha lát bác sẽ đưa hai chị em đi siêu thị con có thích không nào dâu tây biết mình sắp được đi siêu thị thì vui lắm con bé nhảy lên vỗ tay vui mừng À, được đi siêu thị, thích quá, thích quá. Dâu Tây hào hức nắm tay em dắt ra ngoài chơi, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Tôi và chị Thủy nhìn hai chị em nó, lòng tràn ngập hạnh phúc. Chị Thủy mỉm cười, quay sang tôi, giọng ấm áp. Bé dâu Tây, mãi là con của thằng Quân, là cháu của chị. Ngày trước, chị đã hứa với bố mẹ là dù chuyện gì xảy ra, thì chị cũng bảo vệ gia đình này, bảo vệ thằng quân giờ em và hai đứa nhỏ là một phần của gia đình này một phần của thằng quân vì vậy chị phải bảo vệ đến cùng trời có sập xuống chị cũng đỡ cho chúng mày nhìn tụi nhỏ vui vẻ thế này chị thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều tất cả những gì chị mong muốn chỉ là nhìn chúng được lớn lên trong tình yêu thương và sự bảo vệ của gia đình tôi khẽ gật đầu đôi mắt dõi theo từng bước chân tung tăng của hai chị em dâu tây em cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy các con vui vẻ thế này chị ơi em thật may mắn khi có chị bên cạnh thấy nói chuyện với chị đã lâu tôi xin phép chị ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho chị trước khi tôi đi ra chị thủy nói thêm với tôi một câu chuyện này kết thúc tại đây không nghĩ cũng không nhớ đến nó nữa sẽ không có ai làm phiền đến cuộc sống của vợ chồng em nữa đâu từ giờ hãy nhìn về phía trước mà sống sao cho tốt thôi dạ em biết rồi chị từ đó tôi và chị thủy càng trở nên gắn bó hơn tình yêu thương của chị thủy đã trở thành nguồn động lực lớn giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống chúng tôi cùng nhau chăm sóc gia đình cùng nhau vượt qua những khó khăn và xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Những bí mật đã được giải tỏa, chỉ còn lại tình yêu thương và sự bảo vệ lẫn nhau hướng về một tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Trở về phòng, tôi thấy Quân đang ngồi đọc sách. Thấy tôi vào, anh thả quyển sách xuống, anh hỏi tôi: "Các con đâu rồi em?" "Con đang chơi ở dưới nhà anh ạ. Hôm nay cuối tuần, chị Thủy định đưa hai chị em đi siêu thị chơi đấy." vậy sao mà em và chị thủy nói chuyện gì mà lâu thế tôi thành thật kể lại mọi chuyện cho quân nghe sau khi nghe xong anh cũng rất ngạc nhiên khi chị thủy lại biết chuyện đó từ trước mà không hề trách anh lấy một lời anh mỉm cười ôm tôi vào lòng vậy là tốt rồi em không phải sống trong áy náy nữa từ nay em sẽ sống thoải mái lên nhé hay nhân dịp này gia đình mình tổ chức đi du lịch đi Vâng, em thấy ý hay đấy, để tối em nói với chị. Tôi nhìn Quân rồi vòng tay qua ôm anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Tôi thì thầm vào tai anh, "Cảm ơn anh, cảm ơn đã luôn ở bên em." Những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc như thế này khiến tôi nhận ra rằng dù cuộc sống có nhiều sóng gió, gia đình vẫn là nơi bình yên nhất, nơi mà tình yêu thương và sự che chở của những người thân yêu sẽ giúp chúng tôi vượt qua mọi thử thách năm năm trước chồng tôi đã cứu hai mẹ con tôi cứu danh dự cho cả nhà tôi đến giờ chị chồng lại cứu cuộc đời của hai mẹ con tôi một lần nữa cả đời này mẹ con tôi mang ơn chồng và chị chồng tôi rất nhiều ơn này sẽ theo tôi suốt cuộc đời này chị thủy không chỉ là người chị dâu tuyệt vời mà còn là một người bạn một người đồng hành đáng tin cậy. Tôi cảm thấy may mắn khi có chị trong cuộc đời mình. Những lúc khó khăn, chỉ cần nghĩ đến sự mạnh mẽ và kiên cường của chị, tôi lại có thêm động lực để vượt qua. Chúng tôi sẽ luôn yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc và vững chắc. Cảm ơn các bạn đã nghe hết câu chuyện trên kênh của chúng tôi. Hy vọng rằng câu chuyện trên đã mang lại cho các bạn những giá trị sâu sắc về cuộc sống về tình yêu đừng quên bấm like subscribe và bấm vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhất từ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau